Quý vị nhớ nè, tại sao mà con mình còn nhỏ thì nó luôn luôn là ở bên cạnh mình, nhưng mà tại sao con mình nó lớn nó thích xa mình? Có lý do. Cái lý do của mình là mình nuôi con mình có điều kiện. Thì coi đi, có điều kiện đó. Con càng ngày càng lớn rồi mình đặt lý do với nó: con năm nay học lên lớp đi, 10 điểm mẹ cho cái này, 9 điểm mẹ cho cái này. Rồi con được như vậy mẹ cho cái này. Đó là có lý do của tình thương. Tình thương con người đến với con người không có lý do, không có một cái gì câu thúc nhau hết. Vậy thì người ta thích đến gần mới bị vô cùng luôn, thích đến gần mình lắm. Tại vì sao? Mình chỉ có lo nhưng không đặt lý do. Như vậy thì tuyệt vời vô cùng. Quý vị nhớ nè, cái chuyện khuyên người đã khuyên hết rồi, còn cái việc người ta làm được bao nhiêu là chuyện của người ta, tự người ta làm chứ. Mình đặt lý do là người ta xa mình đó. Nên có nhiều đứa con nó lớn lên nó đâu có chịu bên cạnh cha mẹ đâu. Nó không chịu bên cạnh cha mẹ. Mà lúc nó còn nhỏ thì chỉ cần mà mẹ cha mà xa nó một chút thôi là nó khóc hòa lên liền, đúng không? Nhưng mà khi nó lớn lên từ từ quý vị sẽ thấy tại sao nó không đến gần quý vị. Tại vì nó cần nó mới đến gần, còn nó mà không cần nó chạy xa liền. Cái tâm trạng của nó là do mình dạy nó đó. Mình dạy nó là mẹ cha thương con, sau này con phải nuôi cha mẹ là có lý do. Con đi học con phải học giỏi để cha mẹ nở mặt nở mày là có lý do. Nhiều lý do áp đặt nên nó cũng dùng cái cách đó đến với mình. Là khi nó cần mình thì nó đến với mình là lý do mới đến. Còn không cần thì nó xa mình. Còn nếu như mình đến với nó là không có lý do gì hết, chỉ có tình thương, nhiệt tình, vậy thôi thì con mình lúc nào nó cũng ở bên cạnh mình. Mà ngộ tay mình nói là nó nghe, hành động mình sao nó ra y gan như vậy luôn vậy đó. Vì sao? Vì mình đâu có đặt lý do câu thúc. Nên con người nó đều có góc độ hết quý vị à, 100% luôn. Nên từ nơi đó đừng bao giờ mà dạy con bằng cách mà: nè con lau cái nhà đi, mẹ cho con 10 ngàn. Giặt bộ đồ đi, 5 ngàn. Nếu như đối với con mà còn như vậy thì cái như quý vị tiêu rồi. Sau này con quý vị dùng cách này đến với quý vị luôn. Sau này mình già đi, mình đến nhà nó mình ở, mẹ nấu cơm, lau nhà giữ con cho con đi, 1 tháng con gửi cho mẹ 3 triệu. Có không? Có nhiều người bên Mỹ bây giờ người ta đem cha mẹ già qua để làm ô sin bên bển thì coi phải có không. Chúng ta nói câu này thì nó hơi bị đậm quá, nhưng quý vị hãy nhìn xác thực đi. Bây giờ quý vị đem cha mẹ qua bển rồi xong cha mẹ phải coi nhà giữ con cho mình. Nếu mướn người bên kia thì nhiều tiền quá. Bây giờ cha mẹ qua bển thì gửi cha mẹ trước đỉnh tiền rồi ở trong nhà coi nhà giùm cho mình, lau nhà dọn dẹp nhà cửa, đúng không quý vị? Còn nếu như quý vị nói là rước cha mẹ về hưởng phước thì quý vị hãy lo hoàn toàn, chứ đừng bao giờ bắt cha mẹ làm cái gì hết. Chuyện của cha mẹ làm được chuyện gì thì làm chút, kệ cha mẹ, mà mình cũng không muốn cha mẹ làm. Còn cái chuyện mà khi đưa tiền rồi nói con cúng dường cho cha mẹ, chứ đâu có cái chuyện mà mỗi tháng chúng ta đưa tiền đúng tháng. Đúng tháng thì quý vị thuê người làm, đưa đúng tháng thì đưa người là thuê người làm. Nên không có đúng tháng mà lúc nào đưa tiền là đưa tiền cúng dường cho cha mẹ, cái là đúng rồi. Còn bây giờ tới tháng mới đưa, tới tháng mới đưa thì quý vị đó là quý vị đi mướn người làm mà, đúng không? Nó cái hành động của mình nó đến với con đến với mình y ran luôn. Quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, thì trong cuộc đời quý vị sẽ thấy rõ ràng cái nhân quả nó xác thực vô cùng luôn, nó không có chạy đâu thoát hết chứ. Nên cuộc đời của người mình quý vị ơi, vật chất danh lợi nó chỉ là phù du thôi, nó chỉ là một cái môn để sử dụng trong cuộc đời này để làm một việc gì đó thôi. Đây là 100% luôn. Những đức nó thật lòng quý vị là đối với tiền bạc vật chất những đức không có nặng nề. Nên những đức rất là khỏe. Nếu như những đức nặng nề là cái đầu này tung rồi. Trời ơi, nặng nề thì những đức đâu có giao cho ai đâu. Cái này quý vị coi những đức khỏe re luôn, những đức không thấy tiền luôn á mà. Quý vị coi người ta cúng dường cho những đức có bao giờ những đức coi trong đó nhiêu tiền đâu. Vì đi hỏi cả chùa này đi, mỗi lần ai cúng dường cái là có người cầm đi, là giao cho cái người nào đó để mà tự sắp xếp hết trơn. Những đức chưa bao giờ coi trong đó người ta cúng nhiều. Nhưng mà những người bên cạnh những đức là những người được rèn luyện đặc biệt lắm quý vị. Thật sự mà nói, nó cái nhân cái quả nó tự nhiên chiêu cảm đến. Lạ ghê, những người mà đến phụ những đức là những người cũng không có đơn giản chút nào. Toàn là những người mà đặc biệt, nhưng mà những đức mà sắp xếp con người nó cũng lạ lắm. Những đức từng nói với chúng trong chùa nghe: cô xấu thiệt thà thì cầm tiền, cô coi được thì bắt làm ô xin. Vì sao?
Nếu coi được được mà cầm tiền ở bên cạnh mình thì người ta dị nghị. Nên lựa mấy người xấu, hô, rụng răng bên cạnh. Để chi? Để không ai nói được mình. Thấy không? Còn phần nhiều quý vị coi mấy ông giám đốc thường là cái người mà đi bên cạnh thư ký đâu á. Toàn quý vị coi phải dáng dốc đẹp không đúng không? Toàn là đẹp bên cạnh không à. Sách vở rồi đi theo ổng toàn là đẹp không đúng không? Nhưng Đức khuyên mấy ông giám đốc á, muốn cho gia đình bình yên hạnh phúc á, mấy ông chọn á, thư ký bên cạnh là rụng răng lùn hô mập bên cạnh đi theo thì vợ mấy ông đố mà nó ghen á. Đúng không? Không có ghen. Còn vậy thì giữ được hạnh phúc gia đình. Nó từ nơi đó như thế nào làm đúng vậy thì ngon lắm. Vì coi chùa mình thì nó áp dụng đó đang luôn. Gọi là xài tiền không cầm tiền, cầm tiền không xài tiền. Đó là cái ngôi chùa mình những đức áp dụng đó. Nên những người mà làm việc quan trọng là toàn là những người hơi xấu xấu. Còn bên cạnh mình là phải xấu à, xa mình thì đẹp. Xa xa là đẹp mà gần thì xấu. Đó vậy đó là đỡ lắm nghe quý vị. Đỡ lắm. Vậy mà còn có tai tiếng thì nó chuyện vẫn chơi hết trời. Vậy mà còn người này nói kia nói nọ đó. Chứ không có ngồi nói chuyện riêng riêng chơi mà còn bị nói đó. Chứ đừng có nói chi mà cái chuyện mà quý vị mà thường mà ngồi chơi được nhé. Không, mỗi lần đi đâu là dẫn cả đám đi không đó, chứ không có chuyện giỡn đâu, chứ đâu phải dẫn một mình đâu, dẫn có ai đi dẫn mình đâu. Nó nhưng mà thật sự mà nói, nuôi một vàng nữ cũng không giỡn, 80 bà. Nên chùa mới mà phát triển nữa thêm mấy chục bà nữa đây, đúng không? Mà ngộ thai phải có mấy bà này mới được. Thì coi bây giờ những đứa ngồi đây giảng ở dưới làm việc kịch liệt ở dưới thấy chưa, nó mà không có được mà làm mà mặt lớn mặt nhỏ nghe. Nó những đức mỗi lần hợp những đức nói á, tôi nói cho mà biết làm mà mặt lớn mặt nhỏ là coi chừng cái mặt. Thế đừng có nói chuyện giỡn chơi, người ta đến chùa người ta tu đã là phát tâm là phục vụ chúng sanh thì gương mặt phải vui, làm cái gì cũng vui, phát cơm ra là a di đà phật, a di đà phật, vui đi. Còn cái bà nào mà cái mặt chầm chầm chù ụ thì đi về nhà ngủ, về phòng ngủ đi, đừng có đưa cái mặt ra mà chầm chầm chùa ụ nghe chưa. Nó nhận đức gầy hết trơn quý vị chứ không giỡn đâu. Nên mấy cô trong chùa mình là tương đối, nó không phải là tiệt đói mà là cũng được đi ha. Vì về chùa có ai thấy mấy cô mình mà cái gì mà quá đáng á, báo nhận đức biết, nói tên tuổi đàng hoàng nghe, rồi nhận đức kiểm tra để ý bà đó thử coi sao. Nhưng mà mình muốn cho ngôi chùa mình cái ban phục vụ này phải nhiệt tình, nên nhận đức nói là gần tới Diếu Quan Âm mà bây giờ là ngày nào cũng gặp nói chuyện này, để bổ túc cho người ta, để mà 3 ngày Diếu Quan Âm đó, trời ơi nó đầy đủ năng lượng để mà nó phục vụ chúng sanh trời. Thấy không? Nên mấy ông mà muốn cho vợ của mình mà nuôi cha mẹ mình ngon á, là mấy ông phải thương mấy bà ngon. Mấy nhớ nghe, mình thương người ta đàng hoàng thì người ta dị tình đó mà ta thương cha mẹ mình. Còn nếu mà mình bỏ bê người ta là người ta đối xử cha mẹ mình tệ, đúng không? Nên bây giờ những đức muốn cho mấy cô này thương các cụ già trong chùa thì sao? Thì những đức phải thương mấy cô mình nhiệt tình, thì tình thương đó nó đắp lại cho mấy bà già. Cái đó là thấy rõ ràng luôn đó quý vị. Nó nên quý vị nghe Phật pháp những đức chia sẻ nó rất là gần gũi. Nó rất là gần gũi để mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Mình đi đến đây mình nghe gì rồi mình áp dụng trong cuộc sống. Như tầng này là thấy ít cười nè, thấy không? Tại vì sao? Vì có những tầng này là đi vào tín nguyện nên ít cười. Thấy không? Mà ít cười nó đầm lại để nghe. Mà nó đầm một chút rồi có những bà, trời ơi nó đầm một chút. Đúng là rõ ràng cái phương pháp tu này đúng thời đại. Địa chung quý vị thấy không? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nó làm cho con người ta nó tỉnh, hiểu không? Rồi xong lễ Phật thì trộn như một lượng sóng vậy đó, lượn lên lượn xuống, thì thấy không? Đúng là phương pháp tu đúng thời đại. Còn nói chuyện thì nói làm sao lâu lâu mà vui vỗ tay một cái để làm chi? Tỉnh. Không phải là tôi kêu vỗ tay là khen, mà là vỗ tay để mà tỉnh. Tỉnh thì thấy chưa? Đó, thấy không? Đây là phương pháp đó quý vị. Còn nếu như quý vị nói mà im chút là mấy bản gì nè. Mà ngộ lắm nghe. Ngồi mà cái kiểu mà nó muốn ngủ mà không cho ngủ nó kỳ cục lắm. Trời ơi gì đâu mà nhìn thảm thương mà kinh lắm kìa. Còn nhiều bà mà cho gì nè. Trời ơi. Nó ngủ mà kinh khủng lắm kìa. Có nhiều bà mà đang ngủ mà tự nhiên mà ta vỗ tay cái là ngủ, quý vị ngoẹo cổ ngang gì nè, cái nước miếng á.
không? Cái này mà quay nguyên lại mà dính cái thôi nó kẹt gì đâu, hiểu không? Nên nó không đơn giản chút nào chứ. Bởi vì giảm khóa bây giờ lâu lâu phải pha vô chút. Để chi? Để con người ta tỉnh nó mới nghe. Nên cái cuộc sống của con người quan trọng nhất, sự nghiệp lớn nhất đó là vui vẻ. Mà bắt nguồn của vui vẻ là ngay chỗ ăn ngon ngủ yên. Mà bắt nguồn của ăn ngon ngủ yên là nó phải có một cái pháp để an tâm. An tâm rồi ăn ngon ngủ yên, ăn ngon ngủ yên rồi mới an lạc vui vẻ. Rồi an lạc vui vẻ rồi mới đi truyền lửa cho người ta. Đó, cái cảm giác nó phải đi bắt nguồn vậy đó quý vị. Nên cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh. Cái môn pháp môn tịnh độ là cái pháp môn cứu gấp, cứu chúng sanh đang khổ đau mà cứu gấp được. Nên Ấn Tổ nghe nói là cứu được chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục. Ghê không? Cứu chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục. Vậy mà pháp môn tịnh độ này vẫn cứu được. Ngoài cái pháp môn tịnh độ thì không còn một cái pháp nào mà có thể cứu được chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục chứ. Nó đều phải là đốn xả. Chỉ có đúng pháp môn tịnh độ này là tiệm tu từ từ, chỉ cần gầy dựng tín nguyện. Tín nguyện đã kiên cố rồi nghe. Thì xin thưa quý vị, bất cứ lúc nào thọ mạng đến thì cũng đi ngon. Chùa mình thể hiện hai người đó, và cụ sáu quý vị coi không. Mà tự nhiên Phật gia hộ, mà con của bà báo cho con bà, rồi mình kêu con bà lại nói, người ta sao nói mình được. Nếu như mình những đức nói không, nó sợ ai làm chứng không? Bây giờ con người ta nói đó, làm chứng được không? Rồi tiếp tục á, bà Tệ Thông bên Đại Tùng Lâm mới đây, rõ ràng cái vị coi, một người cư sĩ bình thường nhưng không bình thường nghe, sống gần gũi mới thấy không bình thường đâu, cho vị biết đó, không có bình thường đâu. Bả là lúc niệm Phật là đi niệm Phật, còn lúc mà ăn uống thì cứ ngồi ăn uống, ngồi xong rảnh là cứ ngồi niệm Phật không à, cứ niệm Phật không à quý vị à. Không bao giờ nói nhắc đến cái chuyện con cháu gì đâu, nó cứ niệm Phật xuyên suốt vậy đó. Rồi tuy là thân thể ốm vậy đó nhưng mà vui cười tối ngày. Vì thấy cái đoạn ký sự mà những đức nói chuyện với bà không, vui cười vô cùng. Mục tiêu là gì? Chỉ có giảng sanh thôi, chỉ có niệm Phật giảng sanh thôi. Và ngày nào cũng nghe những đức giảng một câu Phật niệm đến cùng. Bà gầy dựng được tín nguyện kiên cố và nói rằng là lúc nào bà cũng đi được, thấy chưa? Bà cụ sáu vậy ha, cũng tín nguyện lúc còn sống là một con người đơn giản bình dị, già vậy đó mà ngủ thức dậy cái mền cái gối cũng không cho người ta xiết. Bà nói cái gì làm được để cho bà làm cho. Rồi đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật, cứ đeo cái máy niệm Phật này, cứ đeo cái máy niệm Phật suốt luôn, cứ niệm theo. Khi gần ra đi buộc cái máy ngay cái lỗ tai để thị hiện luôn, khi ra đi luôn. Quý vị biết rằng 2:45 đi vệ sinh, đi vệ sinh xong thì bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về lại phòng thì đi dọc đường nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật A Di Đà đến trước tôi rồi. Nhiều cụ nhiều cô đều nghe rõ ràng. Xong trở về phòng nằm đàng hoàng ngon lành, rồi xong niệm Phật rồi đi. Xác thật không? Báo cho con trai rõ ràng luôn là lúc mà 8:00 buộc chiều hôm qua, sáng lại là 3:00 ra đi. Bà nói rõ ràng sáng mai mẹ đi. Còn báo cho tất cả con luôn thì trước nửa tháng. Như câu rõ ràng chứ. Còn bà cụ mà Tuệ Thông này thì báo 3 ngày. Còn phải re luôn, nói với thầy Nhuận Lăng rằng đưa tôi xuống phòng hộ niệm đi, tôi 3 ngày nữa đi. Thì quý thầy nói trời bà cụ ơi, bà khỏe quá mà đi gì. Còn có một chú cư sĩ mà lúc mà đem bé xuống phòng hộ niệm, mà ổng còn trong tâm ổng nói gì nè, bà cậu 3 tháng với 3 ngày gì, không tin nổi gì, quá khỏe, thấy không? Vậy đó mà 2 ngày xong, còn ngày nữa đi. Thì bắt đầu là đem máy niệm Phật, máy nghe Pháp này kia đưa hết cho cái cô mà chăm bệnh, đưa hết cho cậu, đồ đạc đưa hết hoàn toàn, đưa hết trơn. À, xong nói với cô kia, cô đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe không? Câu Phật hiệu là quan trọng lắm nghe. Câu Phật hiệu này tính nguyện niệm là chắc chắn giảng sanh nghe chưa? Cô đừng có bỏ câu Phật hiệu nghe. Ngày nào cũng phải nghe một buổi giảng một câu Phật niệm đến cùng để gây dựng tính nguyện nghe không? Nó, tôi là hộ niệm cũng đi mà không hộ niệm cũng đi. Tôi là có thể tự tại mà đi. Còn một ngày nữa là giao đồ đạc cái này kia đưa hết. Thì bắt đầu cô kia nói, ủa sao bà cụ đem máy nghe Pháp, máy niệm Phật mỗi ngày bà đeo, máy bấm số mỗi ngày bà bấm, sao bà đưa hết trơn rồi bà dùng cái gì? Bà nói đi rồi dùng cái gì nữa, đây là phương tiện thôi, đi rồi dùng cái gì nữa.
Thì bắt đầu quý vị biết là tối lại 11 giờ nghe, bắt đầu nói với cái cô nằm kế bên, nói với thầy, mà lúc đó là nghĩ bảo khỏe, không có cần hộ niệm gì chứ, nói với thầy tôi đi rồi, báo với thầy, kêu với thầy xuống đi. Thì bắt đầu là cái cô kia đi lên báo với thầy biết. Mà bà trước đó là bà nói một câu là tôi có tâm nguyện tôi nằm ở dưới đất tôi đi. Tại vì tôi lên chánh điện tôi tu, tôi ngồi dưới đất không. Thì khi tôi ra đi tôi cũng nằm dưới đất tôi đi. Thì mấy cô nói thôi nằm ở trên giường, nằm dưới đất làm chi. Bà nói tôi có tâm nguyện nằm dưới đất. Khi tôi nằm ở dưới đất thì đừng có động đậy, đừng có đụng chạm tới tôi làm chi. Đó là nguyện của tôi rồi. Thì bắt đầu là người ta nghĩ bà chỉ nói vậy thôi. Quý vị biết rằng là rõ ràng đúng 11 giờ bà đi xuống dưới đất bà nằm. Bà nằm xong thì bà kêu cái cô kia đi báo cho quý thầy biết là bà đi rồi. Thì bắt đầu là vừa báo với thầy đi xuống, thì vừa đi xuống bà đi mất tiêu. Rõ ràng không? Rồi mới hộ niệm cho bà. Tại vì bà khỏe quá nên không có hộ niệm cho bà. Nhưng mà bà nói rằng hộ niệm cũng được, không hộ niệm cũng được, chỉ cần tín nguyện niệm Phật là chắc chắn đi. Nhưng đặc biệt con cái là không ai mà phiền phức cho bà. Trong chùa đặc biệt là không ai phiền phức hết chứ. Tại vì ai cũng là niệm Phật đưa tiễn mình, rồi trong phòng lúc nào cũng có điều niệm Phật của những đức. Dù không hộ niệm cũng như hộ niệm vậy đó. Đi coi rõ ràng không? Hai người. Xác thực luôn. Nó nghĩa là 5-6-7 người những đức tập trung lại luôn á. Hỏi rõ ràng, họ nói rõ ràng cho mình nghe luôn. Đó là họ là bên cạnh xác thực. Còn bà cụ Sáu bên đây là những đức xác thực gần gũi nhiều nhất này. Tại những đức ở bên đây, bên kia thì ngày nào những đức cũng qua xong những đức về thôi. Đó, thì thấy rõ ràng không? Chỉ cần tín nguyện niệm Phật nghe là chắc chắn vãng sanh. Dù một người già bình thường thôi cũng thành tựu nữa. Một người già bình thường, những đức nói với vị nghe, một người cư sĩ thật sự nhìn thấu buông xuống, tín nguyện niệm Phật thôi, cho vị biết quý vị tu mấy chục năm cũng không bằng nữa. Mấy chục năm vị tu cũng không bằng nữa. Có những người nói một câu nè, trời ơi, người ta xuất gia người ta tu bao nhiêu chục năm mà người ta còn chưa có giảng sanh biết ngày giờ, mà cái bà già có mấy năm mà giảng sanh. Quý vị coi mấy chục năm quý vị đi tu là cái gì? Thì tính bây giờ những đức nói với vị nghe nè, chúng ta một người thì gặp Phật pháp 4 năm, một người gặp Phật pháp 40 năm. Mà từ cái khởi đầu gặp Phật pháp của quý vị gặp ngay Phật pháp lại bị đi lụm cái gì? Người ta 4 năm lụm A Di Đà Phật không à. Còn quý vị 40 năm lụm cái gì? So đi. Nếu như 40 năm mà quý vị không lụm A Di Đà Phật á, thì cái chỗ chứa của quý vị á, nó còn kinh khủng hơn người ta nữa. Tại vì quý vị đi lụm tùm lum. Còn người ta là 4 năm nhưng lụm A Di Đà Phật, lụm luôn, mỗi ngày đều khuyên lụm A Di Đà Phật. Nên cái vỏ người ta là A Di Đà Phật không à, thì người ta thành tựu con đường giảng sanh. Còn mình nhiều chục năm mà đi so sánh với cái người 4 năm chuyên niệm Phật, còn mình là 40 năm mà mình tùm lum tứ tung lang thang chứ á, hờn thua đấu đá tranh giành sân si kiêu ngạo ngã mạn, mình lụm toàn những thứ đó không à. Nên từ nó làm sao bằng cái người 4 năm niệm Phật. Nên đừng bao giờ so sánh như vậy nghe. Đừng xem thường một người cư sĩ nghe chưa. Đừng xem thường một người ít học, hoặc là một con người mà ta bệnh hoạn, người ta nằm ta niệm Phật nghe. Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng, thấy một người bệnh hoạn, một người bệnh đau mà nằm nó lúc nào cũng niệm Phật thì đánh lễ cúng dường cho người đó đi. Đó là Bồ Tát thứ thật đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe. Đó. Nên cái pháp môn tịnh độ này là gầy dựng ngay cái chỗ là tín nguyện niệm Phật cho nó mạnh. Cái người mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật mà mạnh rồi, đố quý vị bị dao động tâm á. Bây giờ đố mà quý vị mà bụm miệng những đức hay là bóp khổ những đức mà kêu đừng có niệm Phật nữa. Dù có bụm miệng có bóp họng cho nữa trong tâm cũng bụm miệng bóp họng cho cái tâm còn bụm được không? Cái tâm mình có ai chặn đâu quý vị. Cái tâm nó đã muốn tu rồi thì ai chặn được nó. Bây giờ cái tâm quý vị ngày xưa muốn yêu ai, ai cản được không? Bây giờ có những cô đây đã từng yêu nè, cha mẹ không cho yêu, mấy cô không yêu không? Dù là buộc dây, chói ở nhà, đóng cửa lại như vậy mà cái tâm dặn anh ơi, nó dặn anh ơi, cái tâm nó dặn anh ơi, chứ làm gì mà chặn được, đúng không? Vậy thì quý vị coi cái câu chuyện nghịch duyên phải rõ ràng không? Chồng nó dùng mọi cách để nó chặn con đường tu, mọi cách để chặn con đường tu. Lúc ban đầu cũng nặng nề lắm, gì mà nhờ thiện chí thức. Nhờ thiện chí thức nói, đây là nghiệp duyên phải trả nghe em. Nghiệp duyên này phải trả. Em không trả cái nghiệp duyên ở đây làm sao em giảng sanh gì cực lạc được. Chồng em là thiện chí thức thật sự để giúp cho em tiêu nghiệp chướng, để em được thành tựu con đường giảng sanh đó em nghe không. Em đừng có gì một chuyện đó mà em chán tu. Em nhớ rằng chồng em có thể dùng mọi cách để ngăn chặn con đường tu của em, nhưng nếu cái tâm em thật sự giảng sanh là tự tâm thì không có ai chặn được em đâu nghe. Còn nếu như em nói rằng chồng em mà chặn con đường tu của em thì đó là em sai.
Nếu em thật sự có tâm tu thì không ai chặn được em cả. Em hãy cố gắng niệm Phật, chân thật niệm Phật. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn cỡ nào em cũng cứ niệm Phật đi, thì chắc chắn em thành tựu. Thì cô này đúng là thiện căn, nghe thì chỉ tức khuyên một cái thôi. Vậy mà từ đó về sau là chân thật niệm Phật. Quý vị coi phải câu chuyện nghịch duyên rõ ràng không? Cản trở chung chung luôn quý vị coi, dùng mọi cách luôn. Đến cái mức mà kêu vợ đi cầm chân heo, cầm chân heo cho ông đâm. Mà bà này bà đúng là một con người thiệt thà nghe. Thiệt thà nên chồng hù luôn. Anh nói cho em biết, cầm chân heo tội nặng hơn người đâm heo. Trời ơi, thì coi đó. Vậy đó mà bà chịu cái khó, chịu cái sự thử thách như vậy mà bà vẫn tu. Vậy mà cuối cùng quý vị coi, người ta biết ngày giờ người ta đi, người ta đi ngon lành, bả đi xong rồi chồng tỉnh ngộ luôn. Chồm sớm láng riềng nhìn Phật Pháp bằng một cặp mắt đặc biệt luôn. Thì coi nên á, trong cái cuộc đời này sự thử thách mà thôi, chứ nó không có gì cản trở được mình hết. Chỉ có ngay cái chỗ quý vị có gầy dựng được tín nguyện tín tâm hay không. Vì cuộc đời con người ai cũng sẽ một lần chết đi. Cái chết này không cần phải sắp xếp sao? Con người ai cũng chết đi một lần. Và cái linh thức này phải đi đâu? Thì mỗi ngày chọn đi. Mỗi ngày chúng ta chọn ai với Đà Phật, ai với Đà Phật cầu sanh cực lạc. Cứ chọn hoài, chọn cả đời như vậy. Ai nói có thế giới cực lạc hay không? Ai nói không có Phật, ai với Đà, chúng ta vẫn là như thế nào? Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống trước mặt chúng ta, nói rằng: nè con, ta có một cái pháp đặc biệt hơn tịnh độ cho trao cho con nè con. Chúng ta đảnh lễ ba lại, tổ sư nói nghe, đảnh lễ ba lại. Đảnh lễ ba lại xong rồi quỳ lên. Dạ, ban đầu con nghe ngài dạy con niệm Phật cầu sanh cực lạc. Con đã phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi. Xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để cho con tròn tâm nguyện này. Rồi, duy trì cái tâm như vậy thì quý vị biết, vạn người tu, vạn người giảng sanh. Tu tịnh độ mà nghe như vậy rồi cái tâm nó hừng hực luôn quý vị coi. Nó, bởi vì những đức nói bao nhiêu bà già niệm Phật đông người như vậy thì sớm muộn cũng phải có người giảng sanh thôi. Tại vì đông người quá, người này không thành tựu còn người kia. Đó rõ ràng chưa? Nếu như người này mà không có tín nguyện thì kết được nhân duyên. Người này tín nguyện là thành tựu chắc chắn luôn. Nhưng mà già đến mức không còn cái gì nữa chân thì phải hoàn tâm toàn tâm toàn ý đến niệm Phật. Toàn tâm toàn ý đến niệm Phật. Nhất là những người còn khỏe khỏe như mình mà nghe được gì nè, mà gầy dựng tín nguyện là nó chắc chắn thành công dễ lắm. Tại vì nó gầy dựng được rồi. Nhưng mà phải gầy dựng làm sao mà tu cả đời. Phải nhớ nghe, tu pháp môn tịnh độ này là mỗi ngày an vui và tự tại nghe chưa. Chứ nó không phải là khổ đâu. Quý vị coi những đứa có khổ không? Lo cho 1,000+ người, những đứa có khổ gì đâu, có bận tâm gì đâu. Nên những đứa mạnh dạn nói với quý vị nghe một câu là: đừng bao giờ đem cái chằng cảnh này gánh trên vai. Được quyền làm, được quyền hết trách nhiệm của mình, nhưng đừng gánh trên vai. Quý vị gánh trên vai là quý vị thất bại rồi. Tại vì nếu gánh trên vai là quý vị sẽ gánh đi vô tam đồ ác đạo đó. Tại vì quý vị đem tất cả những cái tình thương ái nhiễm rồi của cải vật chất mà đặt vấn đề nặng nề, thì cái tâm nó đã nghĩ như vậy thì cái cảnh nó thành rồi. Cái tâm nó đã dính mắc cái cảnh trần này thì nó nhất định nó đi vào tam độ. Nên cái tâm của chúng ta làm sao mà dính ai với Đạo Phật á. Còn đối với tất cả cái việc ở trong cuộc đời này phải làm, phải sống, và phải sống cho thật là tốt. Thành bại tùy duyên. Chúng ta chân thật, chúng ta làm những cái việc gì chúng ta làm được tốt, như thì tuyệt vời rồi. Còn đối với con, đối với cháu, đối với gia đình là tùy duyên. Chúng ta đã dạy đàng hoàng rồi mà nó không đàng hoàng là do tại nó. Nhưng quý vị nhớ rằng con người nó đàng hoàng là sớm muộn nó cũng đàng hoàng à. Con người nó đã không đàng hoàng của đời này là quý vị có dạy bao nhiêu thì gieo vẫn là gieo thôi, nhưng chưa chỗ quả. Quý vị tin 100% đi. Những đức cũng không ai kêu những đức đàng hoàng thì những đức cũng đàng hoàng. Mà cũng không ai kêu những đức hư hỏng, những đức cũng hư hỏng à. Tại vì sao? Vì cái nhăn nó cũng như trên một đoạn đường. Có lúc thì bằng, có lúc thì rồ rề, có lúc ổ gà, có lúc thì ngay ngắn, có lúc thì cong quẹo. Nên cuộc đời con người cũng như trên một đoạn đường chúng ta đang đi vậy đó quý vị. Phải nhớ đó, con cái mình cũng y ren. Bây giờ mình có lo cỡ nào đi chăng nữa, hư chẳng là hư à. Còn mình không cần lo mà nó không hư chẳng là không hư à. Mình chỉ cần có trách nhiệm dạy cho đàng hoàng, chỉ phương hướng như vậy tốt, 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 cứ chỉ như vậy thôi. Còn cái chuyện con muốn đi xấu đó là chuyện của con. Cha mẹ nuôi con chứ không nuôi tâm của con. Từ nơi đó chúng ta phải tin chỗ này. Khi tin được chỗ này thì quý vị dạy gì đi đem tất cả cái chuyện con, gia đình, chồng để trên vai. Không cần. Như vậy thì quý vị là người học Phật thì sao? Vô cùng tự tại. Vô cùng tự tại luôn. Sống trong cuộc đời này tuyệt vời vô cùng. Làm bao nhiêu việc cực chẳng không mệt. Vì sao? Chuyện này tôi cảm giác được mà. Làm bao nhiêu việc không mệt nè. Vì sao? Không để trong tâm. Câu này Hòa Thượng Tinh Không giảng rõ ràng. Làm rồi quý vị sẽ thấy cái cảm giác này. Làm nhiều việc không để trong tâm.
đó. Trời ơi, cái này nói mà nó hừng hực, hừng hực cái tâm luôn, không có giỡn đâu nghe. Đó, nên công đoạn này ăn tổ hay nói nè, vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ hay không biết chữ, mà chỉ tại nơi tín nguyện hay không. Có tín nguyện chắc chắn vãng sanh, không tín nguyện chắc chắn chẳng được vãng sanh. À, không có nói biết chữ hay không biết chữ. Bạn có niệm Phật mà đến nỗi mà mưa không ướt, gió không lọt luôn, mà bạn chỉ gầy công phu thôi mà không gầy tín nguyện. Chứ gì biết bị niệm Phật nhiều đến mức mà mưa không ướt, gió không lọt luôn, niệm đến nhất tâm luôn. Tổ sư nói niệm đến nhất tâm luôn, mà quý vị nghe cái gì một cái là dao động tâm liền, là không có tín nguyện. Người niệm Phật như vậy vẫn không vãng sanh. Còn cái người chỉ cần tín nguyện kiên cố, dù niệm một ngày không nhiều, nhưng quý vị cả đời gặp tịnh độ là tu đến chết không thay đổi. Quý vị giữ được cái tâm này là chắc chắn quý vị vãng sanh. Biết chữ hay không biết chữ, học nhiều hay học ít, cái chuyện đó là của thế gian. Còn cái chuyện mà quý vị tu pháp môn tịnh độ này là gây dựng được tín nguyện hay không nè. Tín là tin Phật, tin là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, là Phật nói rằng thời mà pháp niệm Phật thành tựu, tin Phật niệm tới cùng. Nguyện là dù trong cái cuộc đời này gặp sự cố gì cũng là niệm Phật để nguyện sanh cực lạc, chứ không có nguyện là cho tai qua nạn khỏi, không có nguyện là hết bệnh, không có nguyện những gì khác, mà chỉ có một cái nguyện là sanh cực lạc thôi. Nếu thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh mà sống nữa mà tu, còn thọ mạng hết thì nhờ cái nguyện này Phật A Di Đà đến tiếp dẫn vãng sanh. Đặc biệt không? Nghe như vậy rồi mà không phát được tín nguyện nữa là thôi chết đi. Từ nơi đó mà nói hết lòng hết dạ, quý vị thấy không? Từ nơi đó nói hừng hực, quý vị thấy. Mà cái cảm giác hừng hực này là ở đâu ra? Cái cảm giác hừng hực này ở đâu ra? Cái cảm giác hừng hực này là do hành trì mà ra, xác thực mà ra. Có một cái cô kia cũng nói một câu: công nhận thiệt nghe thầy, từ khi nghe thầy giảng tới giờ gan thấy ghê. Từ khi nghe thầy giảng tới giờ mà gan thấy ghê. Ngày xưa thầy, thầy biết á, con nhát lắm, cái gì con cũng nhát, nhưng luôn luôn trong gia đình cứ áp đặt con không à thầy. Mà từ khi con nghe thầy giảng tới bây giờ con gan thấy ghê luôn thầy ô. Mà con gan ngay cái chỗ con không có hung dữ gì với ai hết á. Nhưng mà chồng muốn chửi con thì cứ chửi đi, muốn đánh con thì đánh đi. Con rất là gan, con không có cần chửi đánh gì lại chứ. Mà con cứ duy trì cái chuyện tu của mình nè. Vậy đó thầy, mà từ khi con nghe thầy là con gan được như vậy rồi. Bây giờ ngộ thay thầy ô, con chỉ chồng con đi hướng đông là nó đi hướng đông, nó không dám đi hướng tây luôn. Bà đó bà nói vậy đó. Bắt đầu bà hỏi chồng: ủa vì sao anh bây giờ ngoan như vậy? Ông nói rằng là: trời, em gan thấy ghê mà kêu anh không sợ. Cái gì đâu mà ngày xưa mà giơ tay lên cái là em né em trốn, còn bây giờ đưa tay lên à, thì em tự nhiên muốn đánh, đánh đi. Mà đánh không được, đánh không được bả luôn. Rồi tự nhiên á, mẹ chồng gia đình bên chồng gì tự nhiên nghe lời bà hết trơn, bà tu hết trơn. Mà tự nhiên trong nhà bây giờ nghe làm, bà nói rằng là làm không có tiền nhiều, nhưng mà lạ thay tiền bà cầm hết trơn. Ngày xưa toàn chồng bà cầm tiền, muốn làm cái gì làm không được. Còn bây giờ bà làm không có tiền nhiều, nhưng mà lạ thay bà cầm tiền. Mà bà cầm tiền bà muốn sử dụng sao mới sử dụng, mà vừa hết là có nữa. Mà gia đình rất ổn định luôn. Bà nói công nhận nghe thầy giảng gan thiệt đó. Mà làm rồi thấy gan thiệt luôn. Bây giờ con không còn sợ gì nữa chân thầy. Tại vì con nghĩ cuộc đời con người ai cũng chết một lần, chết sớm chết muộn cũng chết, nên bây giờ con cứ bình thường con sống cho đặc biệt. Nhưng mà khi cái tâm con phát lên như vậy thì con chuyển được gia đình con luôn. Gia đình con bây giờ chuyển hóa luôn. Mà một vị cư sĩ bình thường ở miền ngoài luôn, mà bây giờ quý vị biết rằng là lập đạo tràng nè, hướng dẫn người ta tu nè, làm được bao nhiêu chuyện mà người rất bình thường. Mà bà nói rằng ngộ thay, thì ra rõ ràng không dám làm thì không làm được gì, mà dám làm là làm được. Thì những đức nói thì thằng này cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Dám làm là cái gì cũng làm được, còn không dám làm sao dám, sao mà làm? Quý vị coi nè, bây giờ bao nhiêu người ngồi gì quý vị, nó lên nói chuyện dễ hả? Lên mà nó trọ, nó rung mà đùi gì, lạnh hết trơn, chứ đừng nói chuyện giỡn mà lên nói chuyện. Rồi nó chặn ngang cuốn họng quý vị sao nói. Lên mà kính chào Phật tử, sợ quá, thấy chưa, chị thua luôn, hiểu không? Nhưng mà mình cứ bình thường, mình cứ lên mình khuyên người ta niệm Phật đi, tự nhiên thành quen rồi nè, thành lão luyện rồi, thấy chưa? Thì ra trong cái cuộc đời này không có chuyện gì con người ta là không làm được hết, mà chỉ có cái là không dám làm. Con người thường sợ thất bại là không bao giờ có thành công. Con người phải có thất bại rồi mới thành công, nó phải chấp nhận thất bại trong cuộc đời thì mới nó có thành công.
Chỉ cần hướng đến mục tiêu thành công thì dù bao nhiêu lần thất bại nhưng cuối cùng vẫn thành công. Thấy không? Vì nghe Ấn Tổ dạy một câu rất là hay nè, để quý vị thấy rằng cái phương pháp tu của mình đưa ra là phù hợp vô cùng. Chuyên tu là gì? Thân chuyên lễ lại Đức Phật A Di Đà, miệng chuyên xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ý chuyên nhớ danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Như thế thì muôn người tu, muôn người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không sót một người nào. Đó, nghe rõ chưa? Chuyên tu đó. Đó. Chuyên tu là chỉ có một câu Phật hiệu, còn thêm thì chưa phải chuyên. Chưa phải chuyên. Nên có một vị hòa thượng nha, ngài nêu lên một câu rằng: tôi nghe nhiều vị lớn giảng về nhất tâm niệm Phật, tôi thấy tôi không có phần. Vậy mà tôi nghe bổn nguyện niệm Phật thì tôi thấy tôi có phần. Nghe bổn nguyện niệm Phật thì có phần. Nhất tâm bất loạn, nhất tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Khi tu tịnh độ nghe ai nói gì cũng không bao giờ dao động tâm là không loạn. Thì tôi thấy, ô tôi làm được, vậy là một câu Phật hiệu làm được. Tóm tắt là một câu Phật hiệu gọi là nhất tâm. Khi gặp tịnh độ, từ khi gặp cho đến khi cuối cuộc đời, từ khi sơ tâm vừa niệm Phật cho đến khi cuối cùng là câu Phật hiệu luôn. Vậy thì câu Phật hiệu này là công phu gì? Công phu gì để được vãng sanh? Không có công phu gì cả. Chỉ có niệm Phật là Phật rước thôi, chứ không có công phu gì hết trơn. Cái công phu của quý vị là cái công phu là nhẫn tâm niệm Phật. Vậy thôi. Bạn chỉ có cái công phu đó à. Chứ bạn có đòi hỏi cái công phu gì hết. Bạn không có nói cái gì cao xa hết trơn. Bạn chỉ cần lúc mới biết niệm Phật, tập niệm cho thật nhiều. Khi nghe tổ sư nói câu này thì những đức mới thấy đúng, rõ ràng đúng. Quý vị coi, những đức mà lúc ngồi chia sẻ Phật pháp một mình được có một cái là siêng tập. Siêng tập. Và gặp một người cũng nói cho một người nghe, siêng nói. Nói viết mà cái miệng dẻo luôn. Như vậy thì câu Phật hiệu này mà siêng niệm, dù có vọng tưởng bao nhiêu cứ niệm đi. Quý vị nhớ nè, cái vọng tưởng là do cái chỗ chứa của mình trong A Lại Gia Thức á, là từ xưa tới giờ mình chứa cái đó nhiều quá. Nên bây giờ lúc mà mình niệm Phật thì cái đó nó mới đổ ra. Nó mới đổ ra. Câu Phật hiệu thì mình bỏ vào, cái đó đổ ra thì câu Phật hiệu bỏ vào để cho nó đổ. Đổ, 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 mình bỏ vào, bỏ vào, bỏ vào, bỏ vào. Nó đổ từ từ thì nó bớt đi những cái thứ mà chữ trong A Lại Gia Thức đó. Thì đến lúc câu Phật hiệu mình ở trong A Lại Gia Thức nó quá nhiều, thì câu Phật hiệu nó lúc đến lúc nó nhiều rồi, thì tự câu Phật hiệu nó trả ra là tự nhiên lúc đó là vọng tưởng ít, cái câu Phật hiệu nó trả ra là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Gọi là bắt niệm tự niệm là cái gì? Là cần niệm nhiều để bỏ vào, để đến một ngày nào tự nó trả ra là không cần niệm nó cũng ra là câu A Di Đà Phật. Còn bây giờ vọng niệm nó quá nhiều là vì trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã bỏ nó quá nhiều để chữ ở trong A Lại Gia Thức đó, thì đến lúc niệm Phật nó phải đổ ra. Bây giờ đổ ra mà kêu nó mày vào lại đi, có ai làm cái chuyện kỳ cục gì không? Có nghĩa là độc dược ở trong người mà bây giờ nó chảy ra mà kêu nó bỏ đi vào đi, đè nó lại vào lại đi coi, độc chạy vào lại đi. Vậy thì quý vị bị độc hoài luôn đúng không? Câu Phật hiệu này là thuốc giải. Khi bỏ vào thì độc phải chảy ra, có nghĩa là giải độc ra. Thì bắt đầu là vọng tưởng là độc thì nó chảy ra, càng chảy ra chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Nên khi niệm Phật mà vọng tưởng càng nhiều thì càng tốt. Cái này là nói ngược luôn rồi đó. Nói ngược. Có những người nói đức này giảng ghê quá, giảng nó tàu lao vẫn xế. Tao giảng tối ngày kêu niệm Phật đừng có vọng tưởng, còn nó nói vọng tưởng là tốt. Bây giờ quý vị coi phải là phàm phu mình tốt không? Phải quý vị? Phải là ai niệm Phật cũng vọng tưởng nhiều không? Nếu như mà không nói tốt thì quý vị sẽ nói cái chỗ đó là mày xấu. Mà mình cứ đặt vấn đề vô xấu đi chém nó không à, thì quý vị tiêu quý vị rồi. Còn nếu như mình nói nó tốt thì mình vọng tưởng trở thành bạn với mình. Mà bạn với mình rồi thì mình bỏ thằng bạn đại ca vô, là ai với đạo Phật là đại ca, thì mình bỏ đại ca vào thì đàn em chạy ra đúng không? Đàn em nó chạy ra hết trơn thì sau này đại ca cầm cờ cao thiệt là cao lên thì đàn em nó đều đứng phía sau hết.
đại ca đứng đầu, mà đại ca nó đứng đầu thì mình thành công của đường giảng sanh. Ồ, giảng này ghê thật chứ. Hay chưa? Nên từ nơi đó niệm Phật mà vọng tưởng nhiều tốt, vọng tưởng ít tốt, không vọng tưởng càng tốt. Thấy chưa? Điều tốt hết trơn. Vậy thì cái nào cũng tốt, quý vị cứ niệm Phật bình thường thôi. Những đức nè, lên niệm Phật nó nhớ tùm lum tùm la thứ tứ tung lang tan. Những đức nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thoải mái vô cùng. Tu mười mấy năm nay chỉ được có một cái là lên niệm Phật rất là thoải mái. Có lúc niệm Phật á, cái tâm mình nó không biết nó đi chạy, không biết đâu mất tiêu. Nó chạy một chút cái mình nói nè, ủa mày đang niệm Phật mà, nãy gì đâu vậy bạn, đi đâu vậy, đi chơi. Nó thôi trở lại đi, niệm Phật đi, gần kết thúc rồi, đi nãy giờ phải không, giờ trở lại đi chơi cũng phải có giờ tu, tu được mới chơi được chứ bạn, quay lại tu đi, gần hết giờ rồi. Bắt đầu nghe, bắt đầu gần hết giờ mà còn 10 phút nữa, vậy mà niệm mới có 2-3 phút, bắt đầu là nó chạy nữa. Mình nói sao bạn thích đi chơi như vậy, nó chỉ còn có một câu cuối cùng thôi, là câu này là cái câu quyết định sống còn của đời ta. Thôi trở về đây, nói chỉ còn có một câu đúng không, như vậy thì được, ta sẽ trở về. Nên cái câu cuối cùng quyết định, đúng là cái câu cuối cùng quyết định. Nhưng Đức nói rằng nguyên một thời tu, tôi không được gì cả, chỉ được đúng có một câu cuối cùng. Như vậy thì tôi cả đời tu không được gì hết, chỉ có lúc cuối cùng là tôi niệm được câu Phật hiệu thì Phật rước tôi về Cực Lạc rồi. Thấy chưa, tuyệt vời chưa? Nghĩ vậy thì quá tuyệt. Vậy thì câu Phật hiệu rất trôi chảy, rất là trôi chảy. Ồ, cái người mà tu tịnh độ mà nghe như vậy một cái là hưng khởi tâm liền. Vì tu bao nhiêu chục năm mới bị cũng phải nghe cái câu này luôn. Tại vì nếu như cả đời vậy mà nặng về vọng tưởng, vậy thì hoàn toàn cái vị tu là nặng nề. Nếu mà nặng nề, quý vị đố khỏe, đố mà vui, thấy không? Vì thấy mặt như Đức vui không? Chưa? Tu với mặt vui chưa? Nó nên có nhiều cô gặp nó, ôi sao thầy bây giờ sải sủa như thế? Thì Đức nói vui mà không sáng sao được. Nó vui vẻ nhiều. Nó nên những Đức nói với đại chúng trong chùa, còn có 5 ngày nó lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Tổ chức tới 3 ngày. Mà 3 ngày lần này không đơn giản đâu, sẽ đông lắm quý vị thấy nè. Mà 3 ngày lần này quý vị phải hưng khởi tâm. Bây giờ là chuẩn bị đi, nghỉ 4 ngày. Nghĩa là gì, tu mà sợ cái gì? Cơ hội nghe, chết rồi quý vị không có cửa này đâu. Không ai làm chương trình này nữa đâu cho quý vị lại. Hiểu không? Nên từ nơi đó phải phát tâm rủ người đi, dám bỏ tiền thuê xe luôn. Quý vị coi, những Đức khuyên quý vị, những Đức dám làm thiệt mà. Người mù đó, những Đức có thuê xe cho 3.000 người đi đấy. Thấy không? Chuyến này một số tỉnh thành xa, những Đức thuê xe luôn cho họ đi đấy. Vì sao? Vì vùng quê xa xôi quá. Thì biết là quê quá xa xôi, cơ hội chỉ một lần cho người ta được đi đến chùa 3 ngày này, nghe Pháp một ngày 3-4 buổi luôn, dùng hết tâm ý để hướng dẫn họ luôn. 3 ngày này còn hơn là 3 năm của họ nữa, để cho họ mà gọi là cảm giác với Phật Pháp luôn. Cuộc đời con người có mấy năm hơn quý vị ơi, sống nay chết mai rồi, hôm nay có cơ hội làm tốt làm đi, chân thật mà làm đi, đừng có sợ. Việc tốt mà sợ gì, nó làm việc tốt không có sợ. Nên từ nơi đó chỉ cần Phật gia hộ cho con làm tới cùng cho mà thấy. Con làm còn chiếc áo con cởi ra luôn, tới cùng luôn, đừng có nói mà sợ. Hiểu không? Nên mình mà làm việc cho Phật Pháp phải ghen, đừng có sợ cái gì của ngày mai. Cái gì của hôm nay làm đi, đừng có sợ cái ngày mai. Ngày mai hoài mệt quá. Hiểu không? Nên cái chuyến này là 3 ngày 17, 18, 19, 3 ngày. 3 ngày mà bằng ngày tu 4 thờ á, chia sẻ Phật Pháp cũng như thực phóng sanh liên tục luôn á. Rồi tối lễ 500 danh hiệu á. Mà quý vị chỉ cần phát tâm nghe, phát tâm vì chúng sanh, vì tất cả mọi người thôi thì quý vị sẽ làm được liền. Mà nó mạnh dạng, mà khi mà lễ được 1.500 danh hiệu rồi, quý vị sẽ thấy con người quý vị không đơn giản đâu. Vì sao? Vì nó làm được một cái gì khó làm. Lại 1.500 danh hiệu, xong con người nó hừng hực vậy đó. Mà nó gan ghê lắm. Quý vị biết rằng cái người mà yếu ớt, sợ ma, nhút nhát đồ mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm A Di Đà Phật, niệm với rồi gan luôn. Tự nhiên nó có một cái tâm trượng phu phát ra liền.
lạ lắm. Còn con nít mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm A Di Đà Phật, niệm biết nhờ cái công đức này nó chuyển sang cái nghiệp chướng của các cháu luôn. Còn mấy bà mang nghiệp phá thai á, nương vào ba ngày này chăn thật tu để cầu siêu, cầu an cho người ta, cầu siêu cho những thai nhi luôn. Chăn thật mà làm đi. Ở đây là cơ hội hy hữu khó gặp, quý vị chưa từng thấy lần nào mà có cái pháp hội mà lễ 1500 danh hiệu đâu. Nó, nên qua cái đời những đức rồi chắc cũng ít ai tổ chức lắm. Nó thiệt á. Đây là cơ hội bị nhìn kiếp nạn nhân sinh kìa. Nó, năm nay bị thấy kiếp nạn chưa? Mấy năm nay kiếp nạn chưa? Tu mới hóa giải kiếp nạn. Chỉ có tu mới hóa giải kiếp nạn. Và chỉ có tu mới giúp cho mình an vui hạnh phúc. Chỉ có tu mới giúp cho mình đỡ tham sân si. Vì người ta không có dành cái gì ở thế gian này chứ. Nó mệt lắm. Phương tiện để mà cho người ta ở người ta tu thôi. Nó, bữa nay phòng hộ niệm được hòa thượng cắt xong rồi đó. Ở dưới cái phòng hộ niệm, kế bên cái phòng yếu nằm để chờ đẩy cái phòng hộ niệm. Nuôi người già mà, thấy không? Nó rồi nhà ăn ở dưới thì nó lên hết trơn rồi. Nên chuyến này cho quý vị ngủ khách sạn. Nhiều Phật tử điện thoại hỏi thầy, ô chuyến đi này cho con đăng ký chỗ ở. Như đứa nói, ồ đến đi, chỗ ở bao la. Chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Mua đâu một đống mũ bự cho bá, trải sẵn hết trơn rồi. Nhà ăn đồ ha, có rồi, che mưa che nắng được rồi đúng không? Mấy ngày nay cho mấy chú dọn cái nền bằng bằng lại chút phải không? Trải mũ ra, xong trải chiếu lên, trụ nằm ngon lành. Tới giờ tu qua tu, tới giờ nghỉ về nghỉ, thấy không? Còn mấy cái phòng mà vừa xây gạch lên đó, rồi đổ mê ở trên rồi đó phải không? Mấy cái phòng đó phải không? Trời ơi, bị nằm phòng VIP luôn. Trở về nguyên thủy, không có đèn đuốc gì chứ. Vui vô cùng luôn, quý vị thấy chưa? Nhà chưa cắt xong mà đã có người ở, quý vị thấy tịnh độ chưa? Người ta cắt chùa xong mà không có ai ở. Còn cái này nhà chưa cắt xong mà đã có ở rồi. Đúng là mở hàng đặc biệt, cho nên những đức nói, quý vị mà cúng dường chùa mình xây dựng, đúng là quý vị trồng hạt giống đúng mảnh đất tốt. Nó thiệt. Rồi có những khi người ta giá bỏ một số tiền cực kỳ lớn xây một ngôi chùa cực kỳ lớn. Vậy mà xây xong ngôi chùa có ông thầy chủ trì với một bà nấu ăn, mướn thêm vài người để quét chùa. Còn cái này chùa xây chưa xong, nhà xây chưa xong mà đã có ta ở rồi. Mày thấy tịnh độ chưa? Nên cái nơi nào mà tịnh độ đang hưng thịnh nha, hạt giống bỏ ngay chỗ đó là tức khắc ra qua kết quả. Xứng đáng, thấy không? Dù là 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, xứng đáng còn hơn là 300 năm mà ngôi chùa nằm im đó nữa. Thật sự mà nói ngôi chùa nằm im nó được cái gì đâu. Ngôi chùa mà nó không có ai hướng dẫn người ta tu chứ không ai gì hết chứ làm được cái gì. Dù có đẹp cỡ nào đi chăng nữa là một ngôi chùa du lịch thì được cái gì. Mà ngôi chùa là mục tiêu gì? Mục tiêu là đem giáo pháp đi hoàn chuyện. Mà chuyện làm sao mà chuyện đúng cái pháp tu. Pháp nào mà không đúng thầy? Đúng, pháp nào cũng đúng. Trong 84,000 pháp môn thì pháp nào cũng giải thoát. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng thờ mà pháp niệm Phật thành tựu? Cái nguyên lý này bạn phải hiểu. Nó thờ chánh pháp, Đức Phật còn tại thế thì trì giới thành tựu. 1000 năm sau thì thiền định thành tựu. Mà thờ mạt pháp thì Đức Phật chỉ điểm là niệm Phật thành tựu. Vậy thì niệm Phật có trì giới và thiền định không? Có chứ. Người niệm Phật có niệm có bậc hiệu này, giết là hiếu với cha mẹ, sống hòa thuận anh em, thương chớm chòm sớm láng giềng, rồi giúp con người, lo cho con người, quý vị coi có không? Phải những đức chứ, giúp con người, lo cho con người không? Thương người mù, sống với gia đình, đại gia đình 1000+ người thương yêu lo lắng nhiệt tình. Còn nít đến chùa nhiệt tình lo, 1 tháng lên ký. Quý vị coi, phải như vậy phải là trì giới không? Trì giới là cái gì? Trì giới là thương yêu á. Giới luật là gì? Thương yêu. Giới luật là thương yêu. Giới luật là giúp đỡ. Giới luật là giúp người ta an tâm, phải không? Vậy thì cái giới luật á, nó không phải chỉ văn tự. Nó không phải là chỉ có cái chuyện mà khung để chặn người ta. Mà giới luật là một hàng rào để cho mình nhận thức được nó, đừng có đi bước qua hàng rào đi làm sai. Phải đem cái giới luật này để áp dụng vào cuộc sống, để cho con người ta được bình an. Đó là giới luật. Như vậy thì niệm Phật ra chỗ đó là giới luật. Giới luật như vậy, một câu vật hiệu này là trì giới luật. Một câu vật hiệu này trụ ngay nó là thiền định. Nên một câu vật hiệu này cũng là đạt được thiền định và trì giới. Nếu chăng thật mà niệm là được. Chăng thật niệm, phát tâm lượng ra thì đều là trì giới và thiền định. Nhưng nếu quý vị tu thiền định thì là không được. Có nghĩa là tu thiền định thì quý vị phải
phải đốn xả sạch luôn. Bây giờ quý vị đốn sạch rồi mà còn một hạt cát mà để xuống biển chìm không? Chìm. Nhưng bây giờ chúng ta tu tịnh độ là chúng ta nương bổ nguyện, nghiệp chúng ta còn lớn cũng như một tảng đá, mà tảng đá này nó còn nghe. Nhưng mà cái bổ nguyện của Di Đà là chiếc xà lan, mà chiếc xà lan này còn bự hơn tảng đá nữa. Việc đem cái tảng đá này bưng lên, để lên xà lan, đưa qua kia thì không chìm. À hay, quá hay. Còn nếu như tu các pháp khác còn nghiệp một chút nhưng mà không có xà lan, tại vì quý vị đâu có nương một bổ nguyện đâu mà có xà lan, vậy thì bỏ xuống nước vẫn chìm. Nên còn một chút nghiệp vẫn phải trở lại. Mà đã trở lại thì tạo ra một đống nghiệp mới. Còn nếu như bây giờ mình còn một đống nghiệp mà nương một bổ nguyện niệm Phật thì vẫn tính nguyện về cực lạc rồi, nghiệp tự tiêu. Vì ở thế giới cực lạc không có cái nhân để phát nghiệp, nên nghiệp tự tiêu luôn. Nó còn ở cõi này nghiệp quá nhiều, nó phát rất là mau. Vì coi phải ở cõi này dễ tạo nghiệp không? Rất dễ tạo nghiệp. Cái tâm ý của mình nó dễ tạo nghiệp vô cùng luôn. Bây giờ ngồi ăn cơm thôi mà thấy cái bà nào cười hả hê, cười hả hê rồi ngồi nghiêng ngồi ngã, mà có khi mình nhìn mình cũng nói nó bà gái gì cái tướng không là tạo nghiệp rồi, thấy chưa? Hoặc là đi trước mặt mình mà thấy một cô nào đi ông a ông ẹo, ông a ông ẹo, nó tướng đi ghi thầy giảng nhưng mà cũng đi cái kiểu đó kìa. Hoặc là đi vô trong cái chỗ nghe pháp mà thấy ai ăn diện mới đến chùa chưa biết á, ăn diện rồi bận đồ này kia, đồ sầu thơm đồ xịt, nó ngồi kế gì đâu thầy Đức cũng nói gì mà coi cái gì đâu mà ăn diện hết. Có nghĩa là trước mắt chúng ta rất dễ thứ để chúng ta tạo nghiệp nè, từ ý niệm ý căn nè, nó tạo nghiệp dễ lắm, hiểu không? Rồi bắt đầu là ngồi trước mặt mình có những bà mà ngồi mà ngủ gục, nói thầy ông giảng gì đó mà ngủ, cái tâm ý mình nó phát lên liền. Hoặc là nghe ai mà điện thoại reo lên cái là bắt đầu trong lòng mình trời ơi trời gì đâu mà ta ì ì vậy mà để điện thoại reo sùm trời ơi cái thứ gì đâu á, vậy cái là tạo nghiệp từ ý niệm liền, thấy chưa? Nên cái việc mà tạo nghiệp ở thế gian này cực kỳ dễ, nhưng ở thế giới cực lạc là không có một cái gì để chúng ta tạo nghiệp hết chứ. Nên nói là ở thế giới cực lạc chỉ có tiến tu không có lùi lại. Còn ở cõi ta bà này rất dễ lùi tu. Mà nếu mà ở trong cõi ta bà này mà muốn tiến tu chỉ có đúng cái tín nguyện niệm Phật thôi. Bây giờ trong thời mộc pháp này chỉ có đúng tín nguyện niệm Phật mới tiến tu được thôi. Tại vì sao? Dù mình có nghĩ cái gì nhưng mà mình vẫn tín nguyện đối với ai? Với Đà Phật. Còn đối với tất cả những cái thiện ác trong cuộc đời này mình không tín nguyện với nó, mà mình chỉ có tín nguyện với ai? Với Đà Phật thôi. Vậy thì quý vị thành công. Đó là cái cách chia sẻ về tín nguyện niệm Phật đó quý vị. Nghe rồi quý vị thấy không? Mình có phần liền á. Đó, nên á, cái người tu tịnh độ này nè phải chân thật mà niệm Phật. Chùa mình mà ai cũng vui hết chứ. Nên mới có người giảng sanh tự tại, biết ngày giờ ra đi, đúng không? Đó, chúng ta thật sự mà nói, ai chúng ta ngồi đây rồi chúng ta cũng chết. Nên á, mỗi ngày chúng ta phải sống làm sao cho nó tuyệt vời tự tại mới được. Cười nhiều, cười nhiều vẫn là quan trọng. Quý vị nhớ nha, khi con người mình mà thường vui và thường cười nó lâu già lắm. Nó lâu già thiệt đó. Quý vị biết rằng là năm Hà Nhật Đức 29 tuổi là mặt Nhật Đức nó đã xếp ly dài cái đó. Vậy mà tu bây giờ cái ly đó nó thẳng ra lại. Là vì sao? Vì nó cười nhiều. Mà ngày xưa không cười thì hô rất là nhiều. Nên tôi chia sẻ cho tất cả những người hô khỏi cần nhổ răng, cũng khỏi cần niềng răng làm chi cho nó mệt. Cứ niệm Phật đi, cứ niệm Phật đi, tự nhiên đỡ hô. Đây nè. Nó từ nơi đó bị biết rằng là đỡ hô rõ ràng luôn. Mà dù có hô cũng hô duyên nữa. Không, cái người địa Phật ngộ thay là có hô cũng hô duyên nữa. Tại vì quý vị biết sao mà hô duyên không? Vì quý vị cười nhiều nên nó duyên luôn. Bây giờ mình nhìn vừa thấy ai mà người ta cười cái là quý vị thấy đẹp liền à. Vừa cười là ấn tượng đẹp liền, vừa vui là mình thấy ấn tượng đẹp liền. Mà mình gặp ai mà mình muốn đến chào người đó mà mình vừa đứng mà mình thấy cái người đó mà cái mặt mình bước đến mình đứng tính chào mình nhìn cái mặt á quý vị. Bữa khác chào. Nhìn cái mặt thì không dám đến chào. Cái mặt này thì ghê quá. Cái mặt này giống như lửa sẵn vậy thôi. Lỡ đụng bậy bạ nó cháy chúng mình luôn, đúng không? Chính những đức mà có khi đi vô trong bếp mà gặp mấy cô trong bếp mà lúc nó đang bực bội cái gì, đúng ra mình vô là mình hỏi này kia đó. Mà cả những đức á nghe, mà thấy họ đang nấu ăn trong bếp mà thấy bực bội và sân si đồ mà thấy mà quơ sạn đồ lụp bụp á, là những đức nói thôi mà đi ra ngoài trước chắc ăn. Ngu gì vô,
mình vô bậy bạ nó quơ sàn chúng mình sao, chúng quơ chúng mình xong nó sắm hối một câu rồi xong cái đầu cũng chảy máu, thôi 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 mệt quá đi. Hoặc là lỡ bực nó gầy lỡ nó la lại mình thì xong rồi, nó sám hối với mình cái cũng xong rồi đúng không quý vị? Thôi 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 mình tránh bước cho rồi đi, tạo chào nó lạc đạn mất công, hay không? Mà con người ta mà thấy gương mặt nó tươi vui ai cũng thích tính gần, thấy mặt mình tươi vui là ai cũng thích tính gần. Ví dụ như con người mà tươi vui là từ tâm, thì tự nhiên quý vị đứng ở đâu ngồi ở đâu quý vị cứ mặt nó cũng được á chị, được á, được á, được á. Nên tự nhiên ta nhìn là ta thích đến gần rồi, thấy không? Còn khi mà niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó vui vậy đó, nó quen. Mà cười nó quen nghe. Vậy nhớ nè, cái người nào mà cười không được á, không quen cười đó nghe, mỗi buổi sáng ngủ thức dậy rửa mặt mày xong, chải đầu xong hết, bước vô tấm gương, nhìn vào tấm gương cười ba cái rồi đi làm gì làm. Nhưng bây giờ niệm Phật thì kèm thêm 10 câu Phật hiệu chút xíu ha, thời gian rất là ít luôn. Quý vị chỉ cần bước vào, đứng ngay tấm gương, nhìn thẳng, nhìn mặt đối mặt, mình với mình nhìn nhau, mình hai câu thôi, chỉ hai câu thôi nghe, là những câu sau tự quý vị sẽ mắc cười liền. Tại nhìn mình sao chứ giống khùng, tự nhiên mình thấy mình giống khùng quá, mình cười luôn chứ không gì chứ. Tự nhiên sao mình cười với mình, mình ngộ ghê, mình bị bắt trợn ghê á. Mà tự nhiên từ cái tâm đó mà nó mắc cười luôn vậy đó. Câu đầu tiên nó còn khôn, câu thứ hai, câu thứ ba là nhìn mình là ngộ rồi đó, nhìn mình tiếu rồi đó, nhìn mình cái rồi bắt đầu là nó vớt 10 câu, 10 câu, câu đó mà vừa phát lên 10 nụ cười á, là tức khắc cơ thể vì những tế bào được nuôi tốt đẹp một ngày buổi sáng. Rồi xong tiếp tục 10 câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 10 câu Phật hiệu vậy thôi. Là bắt đầu là sao? Là quý vị bước ra, rồi bước ra vừa gặp chồng cái, chào anh. Xong cái gặp con dễ thương quá. Gặp ai cũng dễ thương, cái rồi chạy xe bước ra, tới cổng cái gặp bà con chồm sớm, chào cô chú. Xong cái bước vô công ty xí nghiệp, ô chào sếp. Tự nhiên, chào ơi. Chỉ có 10 câu Phật hiệu mà nó mồi lan can tùm lum. À hay. Còn nếu như mấy bà sáng không niệm Phật không cười thì mấy bà đang lau nhà để chuẩn bị đi làm, mà lau tranh thủ, mà khi làm gấp thì ưa bực bội sân si. Khi lau nhà phải không, lau cái đứa con nó ngồi tàu tán vô mặt rồi, bây giờ mày tránh rồi chỗ khác tàu lau nhà. Tôi bực bội, tôi chăm thủ, tôi đi làm coi. Đi chỗ khác. Chồng bước lại, em đưa tiền. Đi chỗ khác. Đang lau nhà. Rồi thì tính sân si kiểu đó. Thì bước ra tới cổng thì gặp người ta. Bước vô chỗ làm thì gặp người ta. Thì thấy không? Rồi thì tế bào này mỗi buổi sáng là đang bị đốt vì sân si. Đốt rồi thì sao? Thì quý vị đừng có mong mà một ngày đó của quý vị tốt đẹp mất công quá đi. Cái quan trọng là một ngày mới tốt đẹp đến với chúng ta, mà không có cái tốt đẹp nào bằng cái nụ cười chứ, đúng không? Cái nụ cười là tốt đẹp nhất. Nó nên tập cười đi. Rồi tôi sáng nào cũng như thức dậy là còn liền mà hô gì mà còn đứng ngay cái tấm gương, có tóc gì đâu chảy nhưng mà cũng đứng ngay tấm gương luôn. Rửa mặt xong đồ rồi hết trơn ha, bắt đầu có gâu ghia chút đỉnh cạo nghe, vừa cạo mà làm mất cười lắm. Làm thiếu tiếu để chọc mình cười chơi vậy đó, không cần ai chọc người ta, mình cười, mình chọc mình cười thôi nó sướng hơn. Đi tìm người ta chọc mình cười mới tốn tiền, thôi mình chọc mình cười luôn, nó cứ mình hoặc là bực bội cái gì bước vô tấm gương, ủa mày buồn chi à, mày buồn chi, mình vô trong nhà xin đóng cửa ai biết đâu mà sợ, mày buồn chi à. Hoặc là mình ngồi trong xe hơi, nếu mình có xe hơi mình đi, mình bước vô đó mình ngồi bắt máy lạnh lên, mình lấy tấm gương mình soi lên mình nhìn, mày coi coi mày buồn rồi, mày thấy mày có đẹp không, mày buồn mày làm cho bao nhiêu con người khó chịu mày, rồi bao nhiêu con người còn lan can gì mày mà làm cho nặng nề, mày buồn chứ ạ. Mày cười đại đi. Mày cười đại đi, có gì đâu, có tốn tiền bạc gì đâu, mày cười đi, cười được không, mày cười chưa được hả, mày cười không được tao cười á nghe. Cái mình cười cuối cùng cũng chỉ là mình thôi à. Vậy mà nó chọc mình cười, cười rồi xong bước ra cái là gặp người cái là cái mặt tươi rói à. Mà cái mặt mà tươi rói là làm ăn thành đạt. Không có cái người nào mà gương mặt buồn tối ngày mà thành đạt bao giờ.
Nên cái sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời con người là gì? Gương mặt tươi vui. 100%. Gương mặt tươi vui. Thế giới cực lạc là một quốc độ mà được 10 phương chư Phật đều tán thán, là ngay chỗ nào? Cung cực an vui. Nếu như thế giới cực lạc chỉ có tiền bạc vật chất, chỉ có nhà đẹp như vậy thì chưa đủ đâu. Mà thế giới cực lạc mà được người ta ngưỡng mộ là ngay cái chỗ an vui. Chùa mình người ta về đông cũng ngay cái chỗ gì? Vui. Gia đình vui vẻ nên người ta thích gì. Chứ quý vị mà về đây mà thấy mấy ông thầy chùa quýnh lộn nhau cái gì vậy đây không? À, quý vị về ngôi chùa nào quý vị gặp mà thầy chùa mà kình lộn nhau, cấu xé nhau, nắm đầu chứ không phải, không có tóc sầu nắm. Nắm lưu tay nhau. Quý vị coi, rồi thầy chùa ngồi với nhau mà hơn thua đấu đá, tranh giành về chùa chiền. Quý vị đến đó không? Không đâu, quý vị có đến đâu. Quý vị đến quý vị gặp thầy nào cũng ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Nó cùng một mảng người luôn. Từ trên tới dưới nó thành một mảng người là đều có cái tâm giúp nữa không? Là quý vị thích về đây liền à. Riêng ngôi chùa mình chỉ đứng nó bảo đảm 100% với quý vị. Nó không có hoàn toàn là thuận, nhưng mà nó không dám nghịch. Làm sao ở thế gian này mà hoàn toàn thuận được? Nhưng mà có cái gì đâu nghịch với những đức. Quý vị coi những đức lo lắng quá trời luôn, nghịch cái gì? Có những cái thì trong lòng của con người ta sống ở cái cuộc đời này thì dù cho mình có thành đạt hơn chút đi chăng nữa cũng không phục là gì. Giống như bây giờ ông học không nhiều, ông không bằng tôi, ông không thông minh bằng tôi, nói chuyện không ngọt ngào bằng tôi, mà tại sao nhiều người biết ông? Tôi không phục. Chỉ có cái tâm không phục là quên đi cái duyên của người ta thôi. Chứ ngoài ra thì nghĩ rằng là người ta không bằng mình, nhưng thật sự là duyên người ta dày hơn mình thì người ta đạt vậy thôi. Còn nếu như mình muốn được vậy thì mình cố gắng đi, mình cố gắng phát duyên đi thì mình được. Chỉ có vậy thôi. Mà muốn nói để mà muốn cự nhận đức thì không dám. Đi sao dám cự được? Bây giờ cái chuyện gì người ta cũng lo, chuyện gì người ta cũng làm hết trơn. Rồi tu người ta cũng tu được luôn, vui người ta cũng vui được luôn. Ha, ta nói chúng nghe vậy thì hoàn toàn không có nói được. Nên về chùa mình quý vị thấy an hơn. Và thêm cái nữa, về chùa mình không ai xin tiền quý vị. 100% luôn. Về chùa mình không ai xin tiền quý vị hết trơn. Tại vì sao? Vì không ai dám xin tiền quý vị đâu. Vì sao? Vì nếu biết được là không có ổn định cho họ đâu, chắc chắn luôn. Nó nên về đây không ai xin tiền quý vị. Và về đây giàu nghèo gì cũng cảm thấy bình an. Về đây là vô một cái hoàn cảnh bình an. Những đức chỉ mong quý vị cười là được rồi. Quý vị quý những đức niệm câu ai Phật cười giùm cái là được rồi. Tôi mà gặp ai mà người đó chỉ cần ai với Đạo Phật. Vậy là tôi nói ai với Đạo Phật. À, được rồi đó. Tại vì sao? Vì cái đó là quý nhất rồi. Gặp nhau mà ai với Đạo Phật cười một cái là được rồi. Cả đời con người mà gặp nhau như vậy thì quá hạnh phúc. Đúng quý vị. Một cái thế giới mà như vậy thì thế giới làm gì có chiến tranh. Một cái quốc độ mà như vậy thì gọi là cực lạc nhân gian còn gì. Đó. Nên những đức nói với vị nghe đó, mỗi một gia đình phải có ngôi tam bảo, mỗi một gia đình phải có phương pháp tu, phải chuẩn bị cái tư lương sẵn hết. Đó là tín nguyện, là tư lương. Cái hỗ trợ của mình là phương tiện. Phương tiện là gì? Trong gia đình có một chiếc lo thờ khóa tu, có một chiếc lo hộ niệm để sẵn cố định. Lúc tu thì bật chiếc lo công phu lên tu, còn nó có âm thanh lớn để mình tu cho nó hay, dễ tu, nó có lực. Còn chiếc điện thoại thì nó nhẹ quá, lực tu nó yếu, nên cần có một chiếc lo. Chiếc lo cho nó hay, dám đầu tư chỗ này, một chiếc lo để chép một cái điệu thờ khóa tu là niệm địa chung và lễ Phật hồi hướng nghỉ. Rồi một chiếc lo là cái thẻ hộ niệm 4 chữ để chuẩn bị sẵn. Khi vừa thờ khóa tu xong thì tắt xong bấm điệu hộ niệm lên, để trong nhà ai cũng nghe được điệu hộ niệm. Khi gia đình mình lại có người ngáp ngáp thì lôi ra hộ niệm luôn. Ừ, lôi ra hộ niệm luôn. À, thì sao? Trong gia đình của mình phòng khách cũng có. Thí dụ có những gia đình có phòng khách không có, rồi có những gia đình có bếp núc ha, rồi nhà cửa đồ này kia. Bây giờ quý vị cố gắng trong gia đình quý vị, nếu là một con người hiểu biết, thật sự hiểu biết, thì trong gia đình quý vị phải có cái phòng thờ. Cái phòng thờ đó đó nghe, có một bộ tam thánh. Bắt đầu những đức sẽ bắt tay vào cái việc mà những đức sẽ làm tượng Phật, không làm một pho tượng nữa, mà làm một lần 3 pho tượng luôn. Đầu tư nghe, đầu tư làm 3 pho tượng luôn nè, là thành bộ hết. Đi đến đây thỉnh là thỉnh nguyên bộ luôn. Vì bây giờ thỉnh một pho tượng mà chờ lâu mới thỉnh được pho tượng nữa, biết đâu trong thời gian đó những đức chết thì sao, thì không biết có ai làm tượng nữa hay không. Nên thôi bây giờ làm 3 bộ luôn, có nghĩa là 3 pho tượng, một cặp nguyên bộ, thỉnh là thỉnh được 3 pho tượng luôn. Còn người nào đã có 2 pho tượng rồi thì những đức cũng làm tượng lẻ để cho quý vị thỉnh, để đem về nó thành 3 pho tượng, hiểu không?
nghĩa là đầu tư vào chỗ này để làm sao nhà quý vị mỗi một gia đình đều có ngôi tam bảo và có một cái thời khóa tu, và chính bản thân mình đều hộ niệm được. Như chùa mình hộ niệm cũng là dùng chiếc máy, mà chiếc máy nó rất là hay, vì niệm lâu mà cái tiếng người thì nó bị khan, nhưng chiếc máy là dù nửa đêm quý vị niệm yếu nhưng cái máy nó vẫn có cái lực, nó có cái lực mà quý vị giúp cho ông bà cha mẹ mình nghe cái điều hộ niệm bốn chữ đi thành quen, nghe quen viết rồi thì tức khắc tới cái giờ hộ niệm chỉ cần bắt lên là âm thanh này nó quen. Những đức đã áp dụng trong chùa mình nè, tất cả những người yếu đều ngồi một cái phòng, mà cái phòng đó đều là tu cái điều hộ niệm bốn chữ. Điều hộ niệm bốn chữ này phía trước đó những đức nói chuyện khoảng 5-7 phút thì là nhắc về tín nguyện niệm Phật, xong bắt đầu là vào một cái là Phật ấy là thân kim sắc, xong cái vô luôn là hộ niệm. Hộ niệm luôn tiếng mấy đồng hồ là còn sống nghe, là già đó là vô hộ niệm luôn. Hộ niệm đến khi yếu ngáp ngáp thì đưa vô phòng hộ niệm, là bắt cái điều hộ niệm lên thì người ta ngồi, người ta xung quanh, những đức niệm câu người ta niệm theo. Vậy mà hộ niệm, vậy mà thành công, đặc biệt vô cùng. Nên từ nơi đó ha, đây là một cái cách cực kỳ hay. Còn nếu như bây giờ tới cái giờ mà gia đình mình, ông bà mà đến lúc cần hộ niệm mà mình đi điện ban hộ niệm, biết đâu người ta bận thì sao? Nó có những người đau chân thì cứ thẳng chân ra. Không lẽ bây giờ quý vị gọi người ta bận, quý vị chờ người ta kịp không? Không. Nên chúng ta phải chuẩn bị trong nhà mình những cái tư lương như vậy để làm chi? Lỡ đêm hôm nhà mình có chuyện gì xảy ra làm sao? Nhưng mà tất cả những người thành viên trong gia đình mình ai cũng là người được dặn dò hết. Từ già, trẻ, bé, lớn thì được dặn dò hết. Dặn dò là con người đều có thọ mạng. Nên bất cứ lúc nào trẻ hay già, nhưng nếu có bệnh đau gì mà chút chút uống thuốc một miếng thì uống kệ họ. Còn nếu như bệnh mà nặng nặng thì quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Trong gia đình mình ai cũng được dặn dò rõ ràng như vậy hết trơn. Vậy thì trong gia đình mình đúng là tịnh độ nhân gian thiệt luôn. Nhưng Đức nói quý vị mà lập một gia đình như vậy thì chắc ăn luôn rồi. Vì sao? Vì nhà quý vị đâu ai làm phiền đâu. Nhưng chùa bây giờ quý vị đi đến đây thì có thể tiện là lúc này con người nào đó còn ở đây. Còn nếu sau này mà con người đó qua cái đời của họ thì tới người khác chưa chắc đâu quý vị à. Để cái người mà tin tịnh độ, mà tin thuần khiết, mà tin đến nơi đó, khó tìm lắm. Quý vị bây giờ đi tìm mà cái người mà tin tịnh độ, mà tin đến mức mà tin bỏ mạng đi, khó tìm ra người tin vậy lắm. Tuy nói cũng tu tịnh độ, cũng lập đạo tràng niệm Phật, nhưng thật sự mà nói tin tịnh độ thì hiếm có lắm. Không có đâu. Đó, nên cái chỗ này những đức mới có cái cách là lập đạo tràng gia đình, là mỗi gia đình phải là tu tịnh độ. Như vậy thì thời khóa tu chuẩn luôn. Vậy thì quý vị đặc biệt rồi. Những đức mà đem tịnh độ mà cấm kiểu này đố mà bị ảnh hưởng á. Những đức còn nói một câu nhắc nhở quý vị từ bây giờ luôn. Sau này bất cứ chuyện gì đến với những đức, đừng ai đụng vô chuyện của những đức. Tại vì sao? Chuyện đó là chuyện của những đức, không thích người khác đụng vào. Có nghĩa là đừng bao giờ trên mạng mà hơn thua qua lại nhau. Và nói người này nói người kia chi, đó là chuyện của tôi. Tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi đã chăm chích người khác, bây giờ người ta chăm chích tôi, người ta chơi tôi. Chuyện này tôi phải chịu à. Ông thầy lúc này mới là ông thầy như thế nào, ông thầy lúc này mới là ông thầy thật sự tín nguyện hay không, đúng không? Thì tu ai mà không đến ngày đó. Nên từ nơi đó tôi không có kêu ai đi theo tôi cái chuyện đó. Tôi chỉ khuyên quý vị niệm Phật thôi. Còn chuyện của tôi xử lý, hiểu không? Chuyện của tôi là tôi cá nhân tôi, không thích ai đụng vô chứ nha. Nên chúng ta chỉ là bạn đồng tu, tôi không nói ai là đệ tử tôi cả. Như vậy muốn quy y ai cũng được. Cả đời tôi, những điểm mà tôi không bao giờ làm, một là không xuất gia, hai là tuyệt đối tôi không quy y cho ai cả. Chứ tôi cũng không có cần đi xuất gia để đem người ta về phục vụ cho chùa của tôi đâu. Tôi không cần làm chuyện này. Chuyện này tôi không cần làm luôn. Những người nào thích đi đến với tôi là cứ đi đến với tôi làm cư sĩ. Rồi cứ niệm Phật đi. Còn duyên quý vị đến lúc xuất gia thì có người xuất gia. Còn không có duyên này khỏi cần miễn cưỡng. Còn ai muốn đi đâu đó đi. Cả đời làm thiệt luôn. Không bao giờ cái phương tiện mà mời một vị hòa thượng nào xuất gia dùm, rồi xong đi để ở chùa mình dùng người. Không có luôn. Vẫn bị mang tiếng khỏi luôn. Thì muốn đi xuất gia ai cũng được hết. Còn muốn niệm Phật thì đi niệm Phật tới cùng. Rồi tôi cũng không cần quy y cho ai cả. Vì sao? Quý vị muốn quy y ai cũng được. Quy y ai cũng là quy y Phật Thích Ca hết. Quý vị coi, bây giờ sáng đạo là ai? Phải Đức Thích Ca Mâu Ni không? Như vậy thì cái quy y ai quy y cho quý vị cũng là quy y ai? Thích Thích Ca Mâu Ni. Họ chỉ là đại diện tăng đoàn để mà chứng minh cho quý vị là người đi quy y phải có người xuất gia. Còn nếu như quý vị mà hiểu cái nguyên lý của niệm Phật giảng sanh đó, quý vị không cần đi đến gặp ai quy y luôn cũng được nữa. Vì quy y ai? Thì quỳ trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi. Đó, quý vị quỳ trước Đức Phật A Di Đà đi. Con hôm nay con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là quy Đức Thích Ca Mâu Ni, quy Pháp là quy giáo pháp của Ngài,
Quy tăng là quy đoàn thể thanh tịnh của Ngài. Còn tăng bây giờ làm gì còn thanh tịnh? Chúng ta bây giờ không còn tăng để chứng đạo thì không có thanh tịnh. Nên bây giờ con quy tăng đoàn thanh tịnh của Ngài là tăng đoàn A-la-hán. Còn nếu tu tịnh độ là tăng là ai? Là Đại Thế Chí Bồ-Tát, Bà Quán Thế Âm Bồ-Tát là tăng. Nhớ nghe. À, rõ ràng á, tôi đâu kêu quy tôi đâu. Thấy không? Tùy quý vị nghĩ sao nghĩ à. Nhưng quý vị nhớ nè, chỉ cần có một cái tâm như vậy, đã quy với Phật là không bao giờ thất vọng ai. Quy với con người như những đức còn thất vọng. Vì ai biết được sự chăm chích về sau, sự mà gọi là không hiểu về nhau, ai biết được. Quý vị coi như bà Hàng Quán Trưởng, bà Hộ Trì Hòa Thượng Tịnh không đến mức như vậy. Bà Hộ Trì cực kỳ như vậy. Như vậy mà tới đời con bà vớt Hòa Thượng Tịnh không? Quý vị nghĩ đi. Nó Hòa Thượng Tịnh không là bậc mà gọi là như là thánh tăng á. Thì coi á, bà Hàng Quán Trưởng thì Hộ Trì hết lòng. Lúc bà Hàng Quán Trưởng còn sống, mới nói thôi bây giờ chúng con cúng dường hết cho tăng đoàn để về sau không có sự tranh chấp. Hòa Thượng không nói không sao, bà như vậy mà con bà đâu có tệ. Vậy mà bà Hàng Quán Trưởng giảng sanh xong thì con bà vớt liền, không cho ở đạo tràng, nó lét lên hết. Rồi Hòa Thượng không thì nói được rồi, vậy thì đi, nơi nào tiện về thì hành đạo, không tiện lỡ thì đi. Đi đến nơi khác, người khác hộ trì. Ông Lý Mộc Nguyên hộ trì đến mức như vậy rất nổi tiếng đúng không? Vậy mà sau này vẫn có người chăm chích. Ông Lý Mộc Nguyên vẫn là không hộ trì Hòa Thượng Tịnh Không. Ghê chưa? Kinh khủng không? Thì từ nơi đó quý vị mới biết được rằng trong cái cuộc đời này cực kỳ khó tu. Tại vì sao? Danh lợi khó lắm quý vị à. Danh lợi khó lắm quý vị, đi đến đâu cũng vậy, ban đầu là tình cảm lắm. Nhưng quý vị chỉ cần phát tiếng, phát danh, phát lợi thôi, quý vị mà không khéo léo là bị chết chắc. Chết chắc liền, bị người ta công kích, chăm chích là quý vị tiêu. Nên trên con đường tu này, nếu mà muốn hành đạo mà không có tiếng sao hành đạo? Mà có tiếng mà không có tiền sao hành đạo? Thấy không? Nên có tiếng có tiền thì mới hành đạo được. Mà có tiếng có tiền thì có chuyện. Hay chưa? Có tiếng có tiền thì có chuyện. À, bây giờ vậy thì làm sao? Làm sao mới hành đạo được? Vì còn cái mạng này thôi, sợ gì nữa? Cái mạng sớm một cũng chết, sợ gì? Vậy thì hành đạo được cái gì đâu, đúng không? Cái mạng này chỉ cần chịu tu thì ở đâu cũng tu được hết trơn. À, cái mạng này chỉ cần chịu tu thôi, đừng có sợ cực nghe. Sợ cực là tiêu. Nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, đây là tôi nói mấy anh em trong chùa thôi, bên cạnh thôi. Những đức nói nè, sau này có tiếng tâm đi đến đâu á, thí dụ như người ta cho ngủ cái giường có chỗ ở, ngủ qua đêm để mà làm cái việc gì đi đến nơi đó, thấy không? Thì có chỗ ngủ là được rồi nghe. Chứ đừng có mà người ta cho cái chỗ ngủ nhỏ nhỏ cái đòi thôi, thuê cái phòng khách sạn lớn lớn cho tôi ngủ, tiêu đó nghe trời. Lỡ người ta thuê một cái phòng thiệt là bự cho mình ở mà nói thôi 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 thôi, tôi là người tu mà, chỗ nhỏ nhỏ đó là được rồi. Chứ đừng có làm gì tốn tiền tốn bạc lấy tiền đó để giúp chúng sanh đi. Mình nói một câu vậy là người ta tín nhiệm mình dữ lắm. Chứ đừng có ở chi cho nó rộng, ở rộng rãi chi trời. Như bây giờ quý vị coi cả đời những đức chỉ cần có một cái phòng bề ngang 4 thước bề dài 6 thước thôi, ở ngon lành mà ngủ ngon lành. Rồi xong cái chỗ phòng đó mà còn giảng pháp luôn á, một cái phòng xứng đáng chưa? Một cái phòng bề ngang có 4 thước bề dài có 6 thước à, vậy mà còn để một cái bàn thước rưỡi nằm chứ hướng đó nữa. Còn cái giường những đức bề ngang thước bề dài 2 thước nằm kế tường, còn kế đó là một cái bàn giảng pháp, giảng xong đẩy vô tường, rồi giờ giảng đẩy ra, vậy mà nó nằm chứ hướng ngay cái giường ngủ của những đức luôn. Vậy mà giờ nào cũng nằm xuống à. Trời ơi, ngon lành có gì đâu. Làm gì mà người xuất gia tu đạo mình mà đi đâu cũng là ở chỗ sang trọng. Tôi nói thiệt cả đời tôi đừng có mong mà tôi nói mà tôi mà đi đến đâu mà nói cắt cho tôi cái phòng, đi đến đâu cũng có cái phòng, cái phòng tổn phước. Vì sao? Dùng nó không cần thiết. Bây giờ mình đi đến đâu người ta quý mình quá, người ta cắt cho mình một cái phòng thiệt là sang cho mình ở, để đó chờ năm hai năm ghé ngang có chỗ ở. Vậy thì mình xài cái đó là xài tổn phước. Tổn đó quý vị, tổn là có quả đến á, nên không có xài gì đâu. Nên những đức thường nói với anh em trong chùa, một cái món đồ khả năng có nó xài 100%, nhưng mình sử dụng chỉ có 30% thì không mua món đồ này. Phải mua món đồ là 40% để xài 30% thì được. Nhưng cái món đồ mà xài tới 100% mà mua nó về xài chỉ có 30% là không mua, vì tốn tiền nhiều mà dùng không có bao nhiêu, nên không mua được như vậy. Quý vị hỏi phải tất cả người trong chùa những đức đều nhắc họ không? Mua cái gì suy nghĩ cho kỹ, mua cái gì suy nghĩ cho kỹ, và dùng thì dùng cho xứng đáng đồng tiền của người ta. Nên chùa mình mà chén dĩa bát cái gì mà dư là những đức đem tặng cho quý vị hết trơn, tặng cho người ta đi, mai mốt có cái mới xài.
Trời ơi, trong nhà mà để hoài không có đặc biệt đâu. Quý vị coi nè, những đức để ý rõ ràng buổi tối á, tối nào thứ bảy cũng cho uống bột, bột tâm đức, rồi hoặc là bột sắn dây, pha lan, luộc, đúng không? Thứ bảy quý vị về đây là sẽ ăn được gì đó buổi tối. Thì quý vị biết rằng ngộ lắm. Cho ta ăn pha lan thì tự nhiên sau pha lan ta cúng quá trời luôn trời. Hồi đó giờ đâu cúng pha lan đâu, mà ngộ là cho người ta ăn pha lan thì người ta cúng pha lan à. Pha lan nguyên đống cúng cho ăn vậy đó. À, rồi bây giờ quý vị cho người ta uống bột tâm đức thì tự nhiên hôm qua bột sắp sửa hết, thì cái cô tâm đức cô gọi điện thoại cho chú Tâm Duyên, hỏi chú ơi bột hết chưa. Chú Tâm Duyên nói trời ơi bữa nay mới hết tới cô ơi. Lạ không? Thấy cực kỳ lạ chưa? Đó, thì quý vị thấy phục vụ người ta nó đừng có lo. Mình đã lo cho người ta đừng có sợ. Quý vị đã tăng chân thật cúng dường thì đừng có nghĩ ngợi gì hết trơn á. Đã cúng dường thì là phát tâm cúng cái gì? Tam bảo. Tam bảo là xong rồi. Trong tam bảo nó có lo cho Phật, lo cho Pháp, lo cho Tăng. Phật là đứng đầu, Pháp là kế đó. Rồi Tăng, từ nơi đó tam bảo là trọn vẹn hết trơn. Cúng dường là gì? Tam bảo. Vậy cúng dường cho một vị thầy cúng cái gì? Con cúng tam bảo. Tại vì thầy trong ba ngôi báo, con cúng tam bảo đó. Dính vô Phật với Pháp vô đó. Còn nếu như con cúng dường cho thầy, biết đâu thầy này không dùng đúng mục tiêu thì chúng ta chỉ có cúng dường cho ông thầy không dùng đúng mục tiêu. Còn nếu như chúng ta nói cúng dường cho tam bảo thì chúng ta còn dính được hai keo, đó là Phật và Pháp. Phật là Pháp nhất định là còn. Nên Tăng dù có lạng quạng cỡ nào thì Phật và Pháp vẫn còn. Hiểu không? Phật thì trong lòng chúng ta lúc nào cũng là Phật. Cúng dường cho Phật là nuôi dưỡng tâm Phật của mình. Cúng dường cho Pháp, Pháp là chúng ta mỗi ngày nghe nè. Còn Tăng, Tăng là hình thức đó đang hiện tại thế. Nhưng Tăng cũng có Tăng này Tăng kia, đúng không? Như vậy thì cúng dường cho Tăng cũng gọi là con cúng dường tam bảo. Thầy sống là nhờ Phật Pháp, Tăng là nương vào Phật Pháp. Như vậy thì con cúng dường tròn vẹn nhất là gì? Tam bảo. Nhớ nghe. Nên từ hôm nay chùa mình, những đức suy nghĩ ra cái này nè. Bây giờ chư Tăng chư Ni về chùa mình á, càng ngày tu càng đông á. Nhưng mà những đức thấy thì hàng Phật tử của chùa mình thì quý vị biết rằng là cái số lượng chư Tăng chư Ni á mà đông gì thì quý vị muốn cúng dường cũng không phải đơn giản đâu. Thì người cũng là 10.000, 20.000 gì đó thôi, đúng không? Thì cũng không có nhiêu đâu. Nên thôi bây giờ cái việc cúng dường che Tăng từ hôm nay tất cả hàng Phật tử đừng có đụng vô nè, để những đức xử lý nha. Nghĩa là thường thì những đức cúng dường cho quý thầy gỡ tiền xe thôi. Nhưng mà từng nào mỗi thầy những đức gỡ cúng dường 200.000. Nhưng bây giờ những đức có thể cúng dường 250 hay 300.000 gì đó. Thì những đức mình những đức làm luôn. Thì những đức tính rằng ví dụ như 150 200 người thì quý vị nghĩ năm nó bao nhiêu rồi. Không giỡn đâu đó nghe. Làm này là làm lâu dài á. Nhưng mà những đức thấy rằng là quý vị 5.000 10.000 nhưng mà đến cúng nó coi nó tùm lum quá. Nó không có một cái trong cái tổ chức của những đức sắp xếp. Nên từ hôm nay quy về cho mình những đức thôi. Chỉ có những ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, vía Di Đà hay là Du Lan thì quý vị có thể phát tâm cúng dường chư Tăng Ni. Khắp nơi nơi tập trung về cúng dường chư Tăng Ni được. Nhưng mà mỗi tuần chủ nhật để mình những đức thôi. Những đức cũng tính vào cái việc mà quý vị mỗi tuần cúng thêm cho chư Tăng chư Ni cũng có bao nhiêu nữa. Mà thấy nó lộn xộn rì rà quá, không có gọn ghẽ đàng hoàng. Nên từ nơi đó làm sao mà được cái sự tôn trọng là cúng mà nó đâu vào đó đàng hoàng giúp giùm. Tại vì đây là một đạo tràng lớn, còn bao nhiêu cặp mắt người ta nhìn nữa, hiểu không? Nó nên từ nơi đó những đức mong làm sao mà nó lâu dài á. Là cái chuyện thì chúng ta thí dụ như bây giờ hỗ trợ những đức một tay để đem tịnh độ giới thiệu. Những đức mà có điều kiện thì những đức cứ là từng nào những đức cũng cúng dường hoài vậy đó. Quý vị tính đi, một năm không đơn giản đâu. Một năm là dữ lắm á, chứ không có giỡn đâu. Nên cái việc này những đức thích làm hoài. Những đức mà có tiền những đức làm hoài luôn. Nó cứ làm hoài vậy đó. Nó thật sự mà nói thì nếu như chúng ta mà xài ít tới quý vị một tháng chúng ta có 1 triệu mấy cũng xài được á. Nhưng những đức mà 1 triệu mấy là xài được nè. Bản thân những đức 1 triệu mấy xài được. Một tháng 1 triệu mấy xài thoải mái luôn. Riêng bản thân những đức không hết đâu. Vậy thì riêng mà ở đây mà chư Tăng chư Ni mà một tháng mà chùa mình 4 tuần chủ nhật á, thì những đức gỡ quý vị cả 1 triệu bạc á, chứ không giỡn đâu. Một người cả 1 triệu thì chúng ta cũng lay ra vậy được rồi đó. Chứ mà thật sự mà nói, nếu nói cũng dường che Tăng mà đâu mà cũng hoài quý vị. Nhưng riêng chùa mình là những đức quý những chư Tăng chư Ni về đây niệm Phật. Nên cái đoạn này những đức muốn chia sẻ để cho chùa mình nó thành một cái khung của chùa mình đi. Những đức thấy làm cái gì mà chính mình quản lý được thì nó hay lắm. Còn để nó tàn lan đại hải 5.000, 10.000 tùm lum tùm la lu bu á, không có đặc biệt. Quý vị muốn cúng cái đó quý vị bỏ thùng tam bảo đi. Cúng dường tam bảo là những đức lấy ra những đức cúng dường chư Tăng luôn rồi đó. Nhưng nó không bao nhiêu. Nhưng mà nó lo ra tùm lum có khi quý vị cũng không có thể nào cầm đủ được cúng cho 100, 200 người đâu.
Nên từ khi là chuẩn bị thôi. Còn không đủ thì người này có, người kia không có, vẫn là thấy lương tâm mình nó ngại. Thôi bây giờ quý vị có nhiều quý vị bỏ thùng tam bảo đi là xong. Còn để cho những đức phát tâm, những đức làm cho. Một mình những đức thôi. Nó, một mình những đức làm là được à. Rồi bắt đầu là khi mà tu xong thì phóng sanh cúng thí thực. Rồi bắt đầu là xong rồi, bắt đầu là ban tổ chức vô ngồi nghiêm túc đàng hoàng cúng ra một cái vèo. Xong mời chư tăng rồi xuống ăn cơm. Mai mốt nhà ăn đồ xong đâu vào đó là chỗ ngồi chư tăng chư ni là rõ ràng hết. Còn thời điểm này chịu khó dùm. Tại vì quý vị coi rõ ràng phải chùa xây dựng không? Xây dựng tùm lum hết trên đất đó đó, làm cực lực lắm đó nghe. Không đơn giản đâu quý vị. Nếu như những đức mà không có tâm quyết tu, đố mà những đức chịu nổi với cái vàng làm việc này đó. Không dễ đâu, cho quý vị biết đó. Bây giờ chùa mình mà 1.200 người, quý vị biết cái cuộc sống bây giờ. Nội mà xe chùa mình đổ xăng không, quý vị biết không đơn giản đâu. Chiếc xe 16 chỗ của chùa mình ngày xưa đổ xăng nó có tầm tầm 1.7-1.8 mà. Bây giờ nó đổ 2.6 rồi cho quý vị biết á. 2.6-2.7 mới đầy chiếc xe 16 chỗ. Còn chiếc xe những đức mà đi, quý vị biết rằng một lần đổ có 1.1 đầy. Bữa nay vớt lên 1.7. Lên vậy đó. Thì quý vị biết rằng đồ đạc nó mắc cỡ nào chưa. Mà xe chùa mình nguyên một cái dàn xe, quá trời sử dụng luôn mà. Xe tải 3 chiếc mà đi rồi xe này xe kia quá trời luôn. Tại vì việc của chùa quá nhiều rồi. Bây giờ quý vị coi nè, như bên mình nè, rồi Đại Tùng Lâm nè, rồi bên Bảo Tháp Thiên Phật nè, rồi chùa mới nè, quý vị coi đó. Nó tá lả luôn mà cái chùa mới này nè. Ngôi chùa mới mà xong rồi quý vị biết nặng căng lắm nè. Ngôi chùa mới tuy xây xong nhưng mà cái gì cũng mới hết. Từ bếp, nút, thao, nồi, đồ, đạc, tro, ô đừng có nói nữa. Mà mua không đơn giản. Chùa mình mà mua đồ là cứ chầm 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 mà, chứ không nói vòng vo chứ. Mua là cứ chầm. Còn ngày chùa mình sống thôi cũng chầm nữa, chứ đừng có nói mà chuyện mà bình thường. Quý vị nghĩ đi, ngày nào cũng vậy chứ á. Những đức nói với mấy anh em, mà cả mấy anh em cũng nói những đức luôn nữa. Chùa mình sống không phải con người lo, mà là Phật A Di Đà chỉ người ta phát tâm để lo, mà do nguyện Di Đà. À, không có ai làm được đâu. Con người đừng có nói mà ai mà phát tâm mà hộ trì ở đây. Những đức nói cho vị biết, chính những đức là người làm việc này nè. Nội mà ngôi chùa 1.200 người rồi chùa chiền xây dựng nè, quý vị biết. Bên kia 4 công trình đang xây dựng bên kia. Mà một công trình là quý vị biết mấy tầng chưa? Một công trình là 4-5 tầng lầu. Một công trình là 4-5 tầng lầu dài bao nhiêu? Dài 100 thước. Một căn nhà dài 100 thước, 4-5 tầng thang máy. Mà 4 căn nhà đang cắt như vậy song song. Còn bên đây là mấy căn, 3 căn đang cắt quý vị thấy rồi đó. Rồi 2 căn nhà nhỏ nhỏ hộ niệm với phòng các cụ già ở là quý vị thấy rõ ràng đúng không? Đó. Rồi xong đâu phải là xong đâu. Rồi phải dọn dẹp, trang trí, làm lại hết. Tất cả nhà cửa cắt thì nó hư hết. Đường xá phải lát đường xá đồ lại, làm lại hoàn toàn đồ mới mua lại hết. Rồi bị coi xong rồi dỡ nguyên một cái nhà ăn bên đây, dỡ nhà ăn đây dọn gọn lại hết. Rồi bắt đầu giờ đang chuẩn bị bắt điện ba pha để làm cái dàn đầu hũ bên đây nè. Rồi bị coi to ô nó quá trời luôn. Vì mà cái đầu những đức vẫn còn A Di Đà Phật. Không đơn giản chút nào. Vì những đức tin rằng nếu không A Di Đà Phật thì những việc này đố mà làm được. Nếu như những đức mỗi ngày không có cái máy niệm Phật này ở bên mình, vì sao những đức đeo cái máy niệm Phật? Vì suy nghĩ nè. Quý vị nhớ thương một người nào thì nghĩ tới người đó nhiều thì duyên với người đó dày đúng không? Bây giờ tôi muốn nhớ A Di Đà Phật nhiều nên tôi phải để máy niệm Phật bên cạnh tôi. Bằng đêm tôi ngủ tôi ôm cái máy tôi ngủ luôn. Tại vì sao? Tôi muốn tôi thương A Di Đà Phật, thương còn hơn là người yêu đầu tiên của tôi. Phải thương đến mức như vậy, phải thương Phật A Di Đà còn hơn người yêu đầu tiên, nghe chưa? Quý vị biết không có cái tình yêu nào mà dữ dằn bằng tình yêu ban đầu nha, đúng không? Nhiều cô ở đây đã từng có tình yêu đầu, dù mấy cô đã có chồng rồi nhưng bây giờ vẫn còn nhớ người yêu xưa. Trời ơi, đừng có nói mà quên. Mấy ông này cũng vậy nè, nếu mà ai đã từng có người yêu đầu tiên mà người yêu đó mình lỡ dở không cưới được, đố mà mấy ông quên được đó. Không bao giờ quên. Cái người yêu đầu tiên là không bao giờ quên được. Lạ vậy đó. Nó nên từ nơi đó mà mình phải yêu Phật A Di Đà như người yêu ban đầu của mình vậy đó. Trời ơi, người yêu ban đầu không đơn giản đâu quý vị. Nó kinh khủng lắm. Đây là người ta từng trải người ta mới hiểu, chứ gặp mình đi tu từ nhỏ đố mà biết. Sao mà biết được. Trời ơi, ngày xưa mà những đứa trên thành phố mà quen con nhỏ đầu tiên mà nó trời ơi trời. Mà nó giỡn với mình câu, nó nói là ba mẹ kêu em về đi có chồng, vậy mà mình ngồi mình khóc sức mướt luôn. Kinh khủng, nó đau lòng như thế nào á, mà nó chơi đó nghe.
Thì quý vị biết rằng cái tình yêu ban đầu nó kinh khủng chưa? Vậy đó nên chúng ta phải dành cái tình yêu cho Phật A Di Đà là phải như vậy đó. Phải yêu Phật A Di Đà như tình yêu đầu tiên của đời mình vậy đó. Lúc nào cũng đem Ngài bên cạnh, lúc nào cũng là ôm ấp Ngài hết trơn á. Dùng danh hiệu A Di Đà Phật để mà tưới tẩm thân tâm mình, rồi xông ớt mình. Nên những đứa yêu Phật A Di Đà đến mức nào thì quý vị vô chùa sẽ biết liền. Vì coi phải xung quanh chùa mình lúc nào cũng có câu A Di Đà Phật không, xung quanh luôn, là quý vị biết những đứa yêu Phật A Di Đà cỡ nào. Nên quý vị đi đến chùa người ta mà không bắt niệm Phật là người ta có nói yêu A Di Đà Phật mà thật sự không yêu. Thật sự không yêu. Thí dụ giờ mình nói mình thương ai, thương ai, thương ai, mình nói cái miệng chưa tin đúng không? Mình phải ra một cái hành động. Mình thương người ta thì mình đi đâu mình phải mua quà cho người ta, mình lo lắng, mình chăm sóc người ta, mình nhìn người ta ăn lúc ngon lúc không ngon mình biết, đúng không quý vị? Để ý đi, khi mình thương ai phải là mình nhìn người ta ăn ngon ăn không ngon không? Mình mà đạt đến trình độ này thì mình sẽ được người ta yêu nhiều lắm. Tại vì sao? Vì mình nhìn người ta lúc người ta ăn ngon là cái miệng người ta ăn nhanh, còn lúc người ta ăn không ngon là ta nhơ. Thì mình lại mình hỏi, ủa em sao bữa nay ăn không ngon sao mà thấy nhơ quá vậy? Nó nói trò công nhận gì thôi mà để ý từng chút với trời. Nó trời thương mà, thương phải để ý từng chút chứ, đúng không? Cả mấy ông mà bây giờ vợ rồi cũng phải như vậy đó. Cái lúc mà nó bình, lúc nó vui, lúc nó buồn phải biết được. Không phải là cái gì, nhưng đó là bồi dưỡng tình cảm gia đình. Nhưng cái tình cảm mình dành cho A Di Đà Phật này nặng hơn. Nhưng mà mình phải hiện cái cảnh như vậy đó, để cho người ta thấy rằng mình là một con người đàn ông, đàn bà quan tâm cho vợ hoặc chồng với nhau. Nhìn ra được nó, còn mình nhìn nó mà lúc đó buồn, cặp mắt đó mình chỉ cần nhìn thôi. Hãy nhìn vào mặt em. Tự nhiên sẽ biết buồn. Rồi mình lại nói, ủa có chuyện gì buồn sao mà nhìn cặp mắt em không được vui, đúng không? Nghĩa là đón được tâm sự, biết được cõi lòng. Thì từ nơi đó quý vị là người đỉnh cao trong cuộc sống đó, chứ không giỡn đâu. Nó nên từ nơi đó con người phải như vậy đó. Chứ đâu phải nói tu rồi bu xả, bu xả đá nhà, đá cửa, đá vợ, đá con, đi bu xả giảng sanh. Nếu Phật Pháp mà dạy như vậy thì ai học Phật? Ai mà học Phật Pháp? Phật Pháp là dạy cho con người ta càng tỉ mỉ, càng có tình cảm với con người. Con người đến với con người bây giờ có ở bên nhau không tình cảm, mai mốt chết đi rồi thì nói cái câu, nếu bây giờ cho thời gian quay trở lại thì tôi sẽ đối xử hết lòng với người đó bên cạnh tôi. Chết queo rồi còn nói gì nữa. Chết queo rồi, chết rồi. Nếu bây giờ thời gian quay trở lại, cha mẹ còn, con sẽ hiếu thảo với cha mẹ hết lòng. Nói thừa, chết queo rồi bây giờ kêu quay trở lại, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nè, xác thực đi, hiện tại đang còn ở bên nhau, hãy chăm lo hết lòng cho nhau, để ngày mai khi ta ra đi thì ta cũng cảm thấy mình đến với người đã hết lòng rồi. Thấy không? Hết lòng rồi. Chứ chúng ta đừng có nên bị hối hận, nghe chưa? Nên những đức nói, những đức lo cho chúng trong chùa, những đức cảm thấy những đức hết lòng à. Lo hết lòng hết dạ. Từ cái ăn cái uống của các cụ, những đức cũng nghĩ ra, cứ là dù là nhiều việc gì đó nhưng mà cứ nghĩ ra bữa nay nấu phở, bữa nay nấu bánh xèo, rồi bữa nay nấu cái gì, nấu cái gì. Rồi mấy đứa con nít, mà con nít đây nè, con nít về chùa nè, mà những đức còn nghĩ bữa nay làm cái gì cho các cháu ăn kìa. Cái cô mà nấu đồ ăn của cô lỡ cô hỏi thầy bữa nay nấu cái gì cho các cháu. Vậy mà con nít mà những đứa còn ngồi để những đứa suy nghĩ coi, thôi để chiều trả lời cho biết. Ghê không? Cái chuyện con nít mà những đứa còn tính ra cái chuyện bữa đó cho nó ăn kem đó, thấy nó ăn ngon, bữa đó ăn kem cá, mua kem con cá vị ngon á. Ồ nó ăn xong nó nói thầy ơi con muốn ăn cây nữa. Mà trong khi kem con cá nó bự chà bá mà nó đòi ăn cây nữa. Nó kem này ngon quá, ngọt quá. Nó nói thôi vậy thì bữa sau đi con. Thấy cái kem này bự quá, mấy cô ăn cây mà nó còn dội, mà các con ăn đòi ăn cây nữa thì thôi bữa sau nghe, hồi tối mua thêm cái nữa, cây nữa cho nó ăn. Thấy không? Cho mọi đứa ăn cây rồi mua mấy cái rong biển dài dài á, cuốn cuốn lại trong siêu thị bán á, mua cho ăn. Quý vị biết rằng á, con người mình đối với con người đừng có nói là bên cạnh mình, chỉ là con người ta đến với mình một lần là mình phải hết lòng một lần liền. Vì sao? Nắm bắt cơ hội để mà kết nhân duyên thiện. Hôm qua những đứa đi qua bên kia gặp nguyên một cái ổ kiến, nó bò lại mấy miếng đồ ăn, nó bò lại nhiều lắm, nó bò vô nó ăn. Những đức đến, những đức chắp tay lên, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh,
Này các Bồ Tát kiến ơi, thôi chúng ta có duyên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thôi các vị cố gắng niệm Phật nghe, đời làm súc sanh khổ lắm. Thôi bây giờ chúng ta nên phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp nhau toàn là thiện chí thức giúp nhau để về cực lạc không à, không có tạo nghịch duyên với nhau nữa nghe. A Di Đà Phật. Một cái ổ kiến thôi mà mình phải chăng thật một lần đối với nó để làm chi? Để cái thiện duyên. Con người chỉ cần có một cái tâm như vậy thì trong cái cuộc đời này chúng ta gặp nhau toàn là thiện duyên không à. Thiện duyên thì vui quá, mà quá nghịch duyên thì buồn lắm. Thấy không? Không chi là bây giờ chồng vợ con mình cha, chồng vợ con là duyên dày lắm. Nên trong dày duyên nhưng nó có thuận và có nghịch. Thôi chúng ta bây giờ nghe đạo tu rồi quý vị à, thuận đi, thuận đi nha, đừng có nghịch nữa, hiểu không? Nó bây giờ mà có buồn chồng gì để về, đi về nghe giảng bữa nay xong về gặp chồng, thôi thầy kêu thuận đi anh à, thuận đi. Em không có nghịch với anh ở đâu, thuận. Nghe thầy nói vô thường lắm, thuận nha. Bây giờ từ hôm nay anh muốn sao cũng được, em chiều hết. Không bao giờ mà nghịch với anh ở đâu, thuận nha. Thấy chưa? Trời ơi cái tâm đó nó thoải mái gì đâu quý vị, thấy không? Thôi thuận đi để chúng ta về cực lạc, đừng có ai kéo lại hết trơn á. Bây giờ mục tiêu tôi là về cực lạc nữa, tôi thuận hết trong cái cuộc đời này, tôi thuận hết. Tập đó. Bây giờ những đứa cũng chưa phải làm được 100%, nhưng những đứa đã quyết tâm rồi. Quyết tâm từ hôm nay là chùa chiền chúng đồ này kia nè, những đứa hết lòng luôn, những đứa lo cực lực hết mình luôn, lo càng nhiều nữa. Nhưng những đứa không muốn làm cái gì cho nặng nề nhau nữa chứ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị mỗi ngày nghe pháp môn Tịnh Độ, một câu ai Phật niệm đến cùng mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, gầy dựng hoài để tính nguyện kiên cố, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa mình mỗi tuần chủ nhật bây giờ rất là đông, khắp nơi nơi người ta về người ta tu. Nên mình về đây mình tu, những đức cũng thường nói người sống mình về đây thì có những người mắc rồi mà có duyên với mình, người ta chưa siêu thoát người ta cũng đi theo mình về đây. Nên khi mình tu tập xong hết cũng mời người ta ăn uống một chút. Đó là mình cúng đi thực quý vị. Hãy cúng đi thực ở trong Phật Pháp, nó có một cái tâm mà giúp đỡ chư hương linh lắm. Giống như người sống mình đi đến đây mà bây giờ tu, mà bây giờ tu xong mà không cho ăn cơm nước chứ mình về mình chắc mình cũng không đến luôn. Sợ quá, đói chết không cho ăn. Thì người sống nó như vậy, thì người mắc khi mình tu xong mình cũng cúng cho người ta, thì cái tâm người ta cũng cảm thấy, nghĩ rằng mình cũng hướng đến người ta. Nên cái tâm đó người ta vui, người ta cảm ơn mình dữ lắm. Khi cái tâm đã vui, đã cảm ơn rồi mình dạy người ta nghe, ngộ lắm. Nên khi mình về đây mình tu, khi lễ Phật xong hết mình ở lại mình dự cái chương trình cúng lý thực phóng sanh, hay lắm á, về mặt tâm linh. Người thân mình mà mắc mà chưa siêu, hay quán thân trái chủ người ta đi theo mình, nếu mình đi về sớm người ta đi theo mình luôn, đeo theo mình hoài đó. Mình ở lại đây thì họ ở lại đây, mà khi ở lại đây mà hưởng tài thọ thực, họ vui, họ nghe mình khuyên họ, quan gia nên giải không nên kết, quán thù nên quá giải đừng nên kết hoài cái quán thù. Thì nghiệp quan gia mà đã quá giải rồi thì tự nhiên nó nhẹ nhàng mình dữ lắm. Còn nghiệp quan gia mà họ đeo mang theo mình là mình nặng nề lắm. Quý vị để ý có những khi con người mình khóa thai nhiều lần đi, tự nhiên bên vai trái vai phải mình, hay là người mình tự nhiên sao đầu nó nặng kỳ cục, bên vai nó nặng lạ. Đó là nghiệp quan gia người ta đeo mang bên mình, nó nặng vậy đó. Nên từ nơi đó mà khi mà người ta buông cái tâm đòi nợ báo thù xuống cái là mình nhẹ sờn. Nên cần phải nghe Phật Pháp để nó hóa giải cái tâm. Nên con người sống cũng nên hóa giải cái tâm hận thù, mà người chết cũng nên hóa giải cái tâm hận thù. Chúng ta nên nương vào cái bổ nguyện của Di Đà để mà cầu sanh về thế giới cực lạc, thì mình an vui và tự tại dữ lắm.
Nên là nguyện đem cái công đức niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp, cúng đĩa thực phóng sanh. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão và Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, và gia quyến quý vị và hàng Phật tử khắp nơi nơi đều được hồi hướng những cái công đức này. Chúng ta hưởng được cái công đức này đều phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, cả đời niệm Phật tới cùng. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong cái trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, và nương vào bổn nguyện Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện chúng sanh mười phương nghe danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật, nghe mà tiếp nhận, mà tin, mà chịu niệm thì Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đến về thế giới cực lạc. Chúng ta về thế giới cực lạc thì không còn cái khổ như ở cõi ta bà này bị đeo mang, mà luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim thí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, công đức vô cập ư nhất thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiệt, hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, tam bà ba việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở chùa chúng ta mà mỗi tuần chủ nhật hay ngày lễ, từ người lớn tuổi hay là người trẻ, chúng ta về đây tu cái phước duyên nó lớn cực kỳ. Nên các cháu nhỏ mà đi vô trong chùa mình những đức thấy, các cháu ở chừng thời gian ngắn thấy sắc diện đứa nào cũng tốt vô cùng. Nên những người trẻ tuổi mà coi được những công đoạn này, những ngày chủ nhật chúng ta sắp xếp được, chúng ta đến chúng ta tu, vừa hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình mà bản thân mình được cái phước rất là lớn. Từ nơi đó mà cuộc đời của mình tự nhiên nó nhẹ nhàng trong cuộc sống này, phước báo nó tăng trưởng thì tự nhiên làm ăn cái gì cũng tốt đẹp. Nên đó là những đức thấy rất là rõ ràng. Nên phiên quý vị đến đây tu là tự nhiên phước duyên nó lớn dữ lắm. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, quý vị để ý. Khi mình tu một thời xong mà lúc mà phóng sanh, tự nhiên con người mình nó vui vô cùng. Chắc chắn rằng là khi thả mấy con chim này nó bay nó mừng dữ lắm. Giống như mình mở tù mà ai mà thả mình, trời ơi chắc mình mừng dữ lắm luôn. Mình cảm ơn người đó, mình nhớ người đó hoài, mình cảm ơn. Giống như mấy con chim này bây giờ mà mình mua nó, mình thả nó mừng lắm. Bây giờ đang chờ mình thả đó, mà thả cho người ta mà còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho người ta nữa. Còn nói Phật Pháp cho người ta nghe, rồi khuyên người ta nên niệm Phật, rồi kêu người ta nên ở chùa nữa nhé. Nên chùa mình chim nhiều dữ lắm. Mấy cái cây xung quanh thôi nó đậu đầy á. Nhờ nó đậu gì mà buổi tối, buổi chiều trời nó hót, mà mình đi vòng vòng mình nghe nó hót sùm. Nhà mình có một con hay con chim, mình để cái lồng cho nó hót, mà mình thấy tội nghiệp vô cùng ở trong lòng. Còn chùa này người ta thả đại nhưng mà nó bay xung quanh chùa. Buổi chiều thôi nó bay lượn. Nên đúng là đất lành chim đậu. Nên cái nơi nào mà đất lành là chim nó ở nhiều. Ở đây mấy vị thấy chim nhiều là rõ ràng là đất lành. Nên đây chắc chắn là cũng có chim đực và chim cái ở đây. Chùa mình chắc là chim cái nhiều hơn chim đực. Từ nơi đó mà người nữ về chùa mình tu nhiều. Nên từ nơi đó thôi, các chú chim đực chim cái ở đây được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, nghe Pháp Môn Tịnh Độ rồi thôi. Chúng ta cùng niệm Phật để hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Khi thả ra thì ở trong chùa, khi bỏ thân thì hướng về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ, nhìn thấy mấy con chim bay giống như mình gỡ tất cả những cái buồn phiền ra hết, cho nó bay đi hết giùm mình đi nha. Vui vẻ hoan hỷ niệm Phật là thả chim nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta xuống chai đường dùng cơm quý vị.